Buổi học thử và hỏi đáp về IFAS với chủ đề IFAS 16 thuê tài sản chính thức được bắt đầu. Thưa các anh chị, IFAS 16 thuê tài sản thay đổi một cách đáng kể việc xử lý kế toán cho các nghiệp vụ thuê hoạt động, thuê tài chính và các giao dịch phức tạp khác như là bán và thuê lại. Nó lại bỏ gần như tất cả việc kế toán ngoài bản cân đối kế toán của bên đi thuê. Áp dụng IFRS 16 không chỉ ảnh hưởng đến kết quả báo cáo tài chính mà còn có thể phát sinh yêu cầu thay đổi trong hệ thống thông tin doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân hiểu rõ hơn về IFRS 16 cũng như các chứng chỉ quốc tế về IFRS, thì SmartTrend đã phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA cấp cùng nhau tổ chức buổi học thử và hỏi đáp buổi tối ngày hôm nay. Sau đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị diễn giả sẽ chia sẻ với chúng ta. Ông Tính Lê, CPA, USA và Australia, giảng viên SmartTrend, giám đốc tài chính tại một công ty đa quốc gia về dịch vụ truyền thông. Bà Châu xin Phạm, chào mọi người. Bà Châu Phạm, trưởng ban đối ngoại, khối giáo dục đào tạo Hiệp hội ACCA Đông Nam Á lục địa. Và đặc biệt là sự tham gia của các anh chị đang là kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên viên tài chính cần những kiến thức, kỹ năng đọc hiểu và lập kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính theo IFRS. Hy vọng rằng trong thời gian tới đây các anh chị sẽ có thêm những thông tin bổ ích và thú vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ về IFRS 16 thuê tài sản với diễn giả là ông Tính Lê, CPA Australia và USA, giảng viên SmartTrend. Ông là một trong số ít chuyên gia người Việt Nam sở hữu chứng chỉ CPA USA và Australia và hiện đang nắm giữ cương vị giám đốc tài chính tại một công ty đa quốc gia về dịch vụ truyền thông. Ông là chuyên gia tư vấn ở các công ty kiểm toán và tư vấn danh tiếng lớn trên thế giới như là EY Việt Nam và Deloitte USA, cũng như là có nhiều kinh nghiệm về giảng dạy về kế toán cho các trường đại học tại Hoa Kỳ. Ông cũng là giảng viên phụ trách các chương trình CERT, DEEP, ACCA, FA và SBR tại SmartTrend. Và với những kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, đặc biệt là những hiểu biết và thực tiễn tư vấn áp dụng của mình trong IFRS cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và Hoa Kỳ, thì tin chắc rằng ông Tính sẽ mang đến cho các anh chị những chia sẻ rất là bổ ích và thú vị. Xin trân trọng kính mời ông. OK ạ, xin chào mọi người ạ. Để... OK, thì bữa nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái IFRS số 16 về cái phần thuê tài sản ha. Xin chào mọi người ạ. Thì chúng ta cũng có biết là cái sau khi cái việc mà chúng phát hành ra cái IFRS số 16 này á, đây là một cái sự phối hợp giữa hai bên của hai tổ chức kế toán lớn ở trên thế giới, đó là một cái bên về IASB và cái bên thứ hai là cái bên US GAAP. Thì đây là hai cái hiệp hội mà họ chi phối về cái chuẩn mực mà chúng ta trình bày báo cáo tài chính của các nước trên thế giới khá là nhiều. Thì họ work với nhau trên khá là nhiều năm và cái IFRS 16 này ra đời vào năm 2018 thì nó đã mang lại cả hai bên hầu như là cái cách xử lý chung đối với lại cái hoạt động mà thuê. Thì cái như chúng ta đã biết đó, cái IFRS 16 ra đời này thì nó sẽ lấy đi toàn bộ những cái cách mà các bạn xử lý trước kia là các bạn đang chúng ta đang có những cái hoạt động thuê mà nó nằm ở không trên cái balance sheet của chúng ta. Và hầu như bây giờ tất cả các hoạt động thuê nó đều là mang tới là đều hết được thể hiện, hết được ghi nhận hết ở trên báo cáo tài chính và cụ thể là trên cái balance sheet. Thì cái những cái thay đổi cụ thể này á, nó sẽ tác động phần lớn lên đối với lại đối với bên đi thuê sẽ khá là nhiều. Và cụ thể là nó sẽ tác động lên tới hai cái yếu tố sau đây. Một, đó là cả hầu như cái phần thuê của mọi người bây giờ sẽ được ghi nhận lên trên báo cáo tài chính. Và họ sẽ có, như vậy thì nó cũng không có tính phức tạp cho chúng ta lắm, nhưng mà nó sẽ có cái phần là nó sẽ loại trừ chúng ta trong hai trường hợp. Đó là một là đối với những trường hợp thuê mà có giá trị thấp. Và trường hợp thứ hai là trường hợp thuê mà ngắn hạn. Thì trong hai trường hợp này chúng ta sẽ được miễn trừ để mà áp dụng cái việc mà
chúng ta phải mang cái phần ghi nhận thuê lên trên báo cáo tài chính. Cái thứ hai á, là nó sẽ tăng cường cái việc mà chúng ta sẽ phải thuyết minh về cái hoạt động thuê, cũng như là sẽ có những cái phần phụ lục để mà chúng ta phải 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 giải thích nhiều về cho cái loại tài sản mà chúng ta thuê. Tức là cái phần thuyết minh của bạn nó sẽ tăng cường mà nó sẽ nhiều hơn, khá là nhiều so với trước kia cái mà hiện tại. Thì mọi người cũng biết đó là hiện tại là VS chúng ta thì mình vẫn thì so với IFRS thì mình đang sử dụng cái chuẩn cũ là cái IAS số 17 thì mình khá là tương đồng với lại cái IAS số 17. Nhưng mà đối với lại cái khi mà cái IAS số 16 ra đời á thì nó sẽ thay đổi hầu như rất là nhiều từ góc độ là bên đi thuê. Còn đối với bên cho thuê á thì hầu như tất cả những cái chuẩn mực, những cái quy định, những cái quy tắc đối với bên cho thuê thì từ cái chuẩn cũ là IAS số 17 nó sẽ được mang vào và nó vẫn được mang tiếp và vẫn được giữ nguyên và hầu như là không có thay đổi. Cho nên á, là đối với lại bên cho thuê á thì nó chỉ có thay đổi là một chút xíu là chúng ta sẽ có tăng cường thêm về ở cái góc độ là chúng ta thuyết minh và với những cái vấn đề liên quan tới các tài sản, ví dụ như là cái phần rủi ro đối với giá trị phòng ngoại của tài sản. Thì đó là một số thứ nhưng mà nó thay đổi đối với lại bên cho thuê thì chủ yếu là thuyết minh thôi, chứ còn về cơ cấu, cách ghi nhận, cách hạch toán, cách trình bày thì bất động rất là nhiều đối với lại bên đi thuê ha. Thì trước hết để mà chúng ta coi cái bên xử lý cách xử lý đối với lại cái phần hoạt động thuê đối với lại thuê tài chính under IFRS số 16 á, thì chúng ta phải nắm thứ nhất là cái phần định nghĩa. Tức là đối với lại cái hợp đồng thuê, các loại thuê của mọi người nó có thuộc phạm vi cái IFRS số 16 nó yêu cầu hay là không. Thì IFRS số 16 họ định nghĩa thuê là một cái hợp đồng hoặc là một phần của hợp đồng mà nó sẽ chuyển giao cái đó là cái quyền sử dụng tài sản. Rồi, thì cái và cho một cái khoảng thời gian và để trao đổi lại là cho một cái giá trị gì đó. Như vậy thì nó sẽ có ba yếu tố ở đây ha. Như vậy chúng ta sẽ có trao đổi cái quyền sử dụng tài sản nè, cho một khoảng thời gian và đổi lại cho một cái giá trị gì đó. Thì ba yếu tố nó cấu thành là một cái phần thuê. Mình sẽ đi sâu và mình định nghĩa thêm khá là một chút xíu rõ ràng hơn về những cái yếu tố này nó mang ý nghĩa như thế nào. Như vậy cái định nghĩa của cái việc thuê nó sẽ bao gồm là thứ nhất là nó phải có trong cái hợp đồng thuê nó phải có một cái tài sản và các bạn phải nhận diện được cái tài sản này. Thì cái điều này thì nó khá là dễ xác định trong bất kỳ hợp đồng thuê nào, chúng ta sẽ có được một cái tài sản đó và chúng ta sẽ identify được, mình sẽ nhận diện được cái tài sản đó là gì ha. Rồi cái thứ hai là cái bên đi thuê là cái bên mà sẽ có được phần lớn cái lợi ích kinh tế từ cái tài sản này. Rồi đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải chứng minh, tại vì lát nữa mọi người sẽ thấy khi mà có một cái ví dụ là mình xác định coi đây có phải là một cái đồng thuê hay là không thuê. Rồi và cái điều kiện thứ ba là cái bên đi thuê sẽ có cái quyền để mà chúng ta quyết định cái cách để mà chúng ta sử dụng tài sản. Như là cái cách để mà chúng ta sử dụng tài sản ở đây nó sẽ bao gồm là cái mục đích và cái tài sản đó được sử dụng như thế nào và trong suốt cái giai đoạn đi thuê cũng như là những cái quyết định mà liên quan cái cách mà chúng ta sử dụng tài sản đó nó được xác định. Rồi như vậy thì nghĩa là như thế nào, thì các bạn có thể một cái ví dụ ha để mà chúng ta coi đây, như vậy là cái hợp đồng này hoặc cái dịch vụ này của mình nó là thuê tài sản hay là nó là đơn thuần chỉ là chúng ta có cái đây là dịch vụ cung cấp, đây là cung cấp dịch vụ cho thuê. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó, ví dụ như thế này, các bạn đi ra các bạn thuê một chiếc xe. Như vậy thì khi mình thuê một chiếc xe đó thì cái hợp đồng thuê đó của tôi nó là hợp đồng thuê dưới cái under cái chuẩn mực IFRS số 16 hay là nó đơn thuần chỉ là một cái việc mà đây chỉ là hợp đồng, đây là một hợp đồng dịch vụ. Vậy có nghĩa là mình hạch toán chi phí chứ không phải mình hạch toán đây là chi phí thuê. Như vậy chúng ta có thêm một cái ví dụ ha. Ví dụ như là chúng ta đang có thuê của một cái trong trong ví dụ này, trong cái ví dụ này chúng ta sẽ có một cái bên là họ muốn đi thuê những cái khoang tàu của trong cái xe lửa.
Như vậy là một cái thuê, họ thuê những cái khoang của trong cái xe lửa để mà vận chuyển. Như vậy thì họ sẽ thuê những cái, như vậy thì sẽ vận chuyển giữa cái bên khách hàng và bên cung cấp dịch vụ. Như vậy thì họ sẽ yêu cầu cái bên mà cung cấp dịch vụ sẽ phải vận chuyển một cái số lượng hàng hóa bằng cách là sử dụng một cái số toa mà nó cụ thể và nó đúng theo cái thời gian nè, và cho một cái khoảng thời gian là 5 năm. Rồi, như vậy á thì là mình sẽ có một cái bên và họ muốn đi thuê lại những cái khoang của một chiếc tàu lửa, một cái khoang xe lửa để mà họ chở hàng. Cái bên họ thuê là của một bên kia và họ có chỉ định ra là cái loại tàu, cái khoang tàu đó nó phải như thế nào. Và cái tiếp theo là cái thời gian mà họ cần thuê là 5 năm. Rồi ha, nhưng mà chúng ta sẽ đọc tiếp để coi mình xác định như vậy. Đây, đối với cái bên đi thuê thì đối với họ đây là thuê tài chính dưới cái IFRS số 16, hay đơn giản là chi phí thuê bình thường. Rồi, như vậy và cái thời gian và cái số lượng của cái hàng hóa mà nó được thể hiện thì nó sẽ tương đương với lại là cái việc mà cái bên đi thuê á, sẽ việc sử dụng là 10 cái toa tàu trong 5 năm. Đấy, như vậy họ tính là dựa cái số lượng, không dựa vào cái số lượng họ ước tính ra thì như vậy nó sẽ tương đương với cái việc là họ sẽ phải thuê là cái 10 cái toa tàu. Và cái bên cung cấp dịch vụ sẽ là cái bên cung cấp cái toa tàu nè, cũng như là tài xế, cũng như là những cái động cơ là một phần của hợp đồng này. Như vậy chúng ta đó, như vậy ở đây là mình đang ký một cái hợp đồng là mình đang thuê những cái toa tàu để vận chuyển, hay là ở đây là mình chỉ là đơn giản mình ký một cái hợp đồng mình mua dịch vụ vận chuyển. Đó, đây là một cái mà để chúng ta phân biệt coi nó có thuộc phạm vi của IFRS số 16 hay là không. Rồi ha. Mình tiếp tục. Cái hợp đồng này nó sẽ yêu cầu về cái đặc điểm nè, cũng như cái số lượng của hàng hóa mà được chuyên chở. Cái loại của cái toa tàu sẽ được sử dụng cho cái việc trang chở hàng hóa, có thể là toa tàu có thể chở hàng đông lạnh hoặc hàng bình thường hay là gì đó ha. Rồi, cái bên cung cấp dịch vụ thì nó có một cái số lượng lớn cái toa tàu và có thể sử dụng để cho cái mục đích là, và họ có thể hoàn toàn đáp ứng được tất cả các yêu cầu của cái hợp đồng này. Tương tự thì bên cung cấp dịch vụ có thể sử dụng một trong những cái toa tàu này để mà chở hàng cho những cái khách hàng, và những cái toa tàu này có thể sử dụng để chuyên chở không chỉ là hàng của khách hàng này mà nó còn chở hàng của khách hàng khác nữa. Như vậy ở đây mình có một cái điểm tiếp theo á, là trong cái contract này nó thể hiện ra đó là cái toa tàu này nó không có reserve, nó không có được lưu trữ riêng cho khách hàng này. Và trong trường hợp mà cái khách hàng này không có nhu cầu chở hàng thì cái bên cung cấp dịch vụ sẽ sử dụng những toa tàu đó để mà chở hàng cho những người khác. Rồi ha. Và những cái toa tàu này sẽ được cất giữ ở cái nơi của bên cung cấp dịch vụ khi nó không được sử dụng. Rồi, nhưng mà chúng ta phân tích một cái vấn đề ở đây. Nhưng mà chúng ta đang có một cái vấn đề là mình đang ký một cái contract và chúng ta đang mình đọc thì mình có thể hiểu giống như là ở đây có thể là một cái hợp đồng mà chúng ta thuê một cái vật để mà chúng ta vận chuyển, hoặc nó cũng là một cái hợp đồng mà chúng ta cung à, một, một cũng là một cái hợp đồng mà chúng ta nhờ cung cấp dịch vụ vận chuyển. Đó. Thì vấn đề ở đây là khi mình đọc thấy thì mình thấy là nó có những cái chi tiết ở trong cái hợp đồng này, bao gồm là cái thứ nhất là cái những cái toa tàu này nếu như không được sử dụng cho cái đổ từ khách hàng này thì cái bên cung cấp dịch vụ sẽ sử dụng nó cho những khách hàng khác. Chứ vậy có nghĩa là nó không có được reserve specifically cho cái customer này. Như vậy á, chúng ta sẽ đánh giá coi là thứ nhất là cái bên cung cấp dịch vụ á, thì họ có cái quyền thay thế substitution right trong cái ví dụ này, thì nó rất đó đây là một cái yếu tố mà nó rất là đáng kể ở trong đây. Vì sao ạ? Vì thứ nhất là nó có cái khả năng để mà nó có thể thay thế cái toa tàu trong suốt thời gian sử dụng. Như vậy thì ở trong cái hợp đồng này nó không chỉ định nhất thiết phải là toa tàu số 1, số 2 hay số 3 hay số 4, mà là toa tàu mà buộc phải sử dụng để chở, miễn sao là nó đáp ứng đủ những cái yêu cầu, những cái điều kiện của cái bên customer và cái bên cung cấp dịch vụ có thể match bất kỳ cái toa tàu nào mà đúng với lại cái yêu cầu đó thì họ vận chuyển được. Và cái thứ hai đó là tất cả những cái quyền lợi lợi ích kinh tế có được từ cái việc thay thế này
bởi vì họ có một cái số lượng lớn những cái toa tàu mà nó available, nó có sẵn, và những cái toa tàu này nó sẽ đang được là cất giữ lưu trữ lại ở cái nơi của cái bên cung cấp dịch vụ. Như vậy thì á, chúng ta xét ở góc độ này thì cái những cái lợi ích mà những cái potential benefit, những cái lợi ích tiềm tàng đối với lại cái bên cung cấp dịch vụ á, từ cái việc mà họ triển khai, họ cho mướn những cái toa tàu này nè, đến cho những cái nơi mà có thể là gần hoặc là có thể sử dụng để cho hoặc có thể cho mướn cho những cái mục đích khác mà cả trong lúc mà nó không được sử dụng đó. Như vậy thì có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là cái điều kiện ban nãy mà chúng ta nói là cái người mà obtain substantial all the economic benefit, cái người mà họ có quyền để mà lấy được phần lớn cái kinh tế ở đây á, thì không phải là customer. Trong trường hợp này thì vẫn là supplier, bởi vì trong trường hợp mà những cái toa này customer không sử dụng thì supplier sẽ sử dụng cho một mục đích khác. Như vậy thì suy ra cái bên đi thuê sẽ không phải là cái bên mà có được những lợi ích kinh tế phần lớn từ cái tài sản này. Và cái thứ hai nữa là cái bên đi thuê cũng không phải là cái bên mà có cái quyền để mà được cách sử dụng tài sản trong trường hợp này. Thì do đó trong trường hợp này thì sao ạ? Cái hợp đồng này của chúng ta nó không phải điều kiện là thuê, thì đây coi như làm sao ạ? Các bạn đang đi mua dịch vụ chứ không phải là chúng ta đi thuê cái tài sản. Như vậy thì chúng như vậy nó sẽ không thuộc phạm vi của iOS 16. Cái đơn giản chỉ là dịch vụ vận chuyển mà thôi. Đấy, thì đây là cái thứ nhất mà chúng ta cần phải phân cái hợp đồng cũng như cái giao dịch của mình để mà chúng ta nhận định ra được cái điểm đầu tiên trước là cái phạm vi giao dịch của chúng ta có thuộc cái định nghĩa về cái giao dịch cho thuê của cái IFRS số 16 hay là không. Cái thứ hai mà ở trong cái IFRS số 16 họ định nghĩa đó là cái thời hạn thuê. Thì cái thời hạn thuê á thì là nó thứ nhất nó là một cái nó phải là một cái khoảng thời gian mà nó sẽ không có được hủy, non cancelable, nó là một cái khoảng thời gian mà chúng ta không có hủy, mà trong đó cái bên đi thuê có cái quyền để mà họ sử dụng cái tài sản đó rồi ha. Và cái thời gian này nó có thể được điều chỉnh, được chi phối bởi hai yếu tố sau đây. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ có thêm một cái giai đoạn mà chúng ta có cái quyền để mà chúng ta có thể kéo dài cái hợp đồng thuê. Nói ví dụ khi các bạn ký một cái hợp đồng thuê nhưng mà trong cái thời hạn thuê là 5 năm 6 7 năm, nhưng mà ở trong các điều khoản trong hợp đồng thuê đó có cho phép các bạn là sau khi cuối cái hợp đồng thuê các bạn có thể có quyền kéo dài cái hợp đồng này thêm 3 năm 4 năm 5 năm nữa. Thì nếu như chúng ta là bên cho thuê và chúng ta ước tính được rằng cái khả năng của chúng ta ở lại cái hoặc chúng ta tiếp tục thuê thêm cái tài sản này cho cái thời gian sau đó nữa, thì lúc này cái thời gian cho thuê của chúng ta sẽ là bao gồm cái thời gian mà chúng ta không được hủy cộng cái thời gian kéo dài thêm rồi hết, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào ước tính của các bạn. Thì thường cái gì sẽ là cái mà chúng ta một số những câu hỏi sẽ quay ra là ở như vậy cái gì sẽ là cái mà chúng ta sẽ sử dụng để mà chúng ta support cho cái việc là chúng ta có cái bằng chứng cho cái việc là chúng ta sẽ kéo dài ra thêm. Thì thường nó sẽ thể hiện ở trong những cái business plan nè, những cái kế hoạch kinh doanh nè, những cái định hướng nè, những cái chiến lược của công ty mà khi các bạn làm hoặc khi các bạn làm budget nè, các bạn làm dự toán nè, thì lúc đó các bạn có planning là mình sẽ ở đây hay là mình sẽ ở đâu hay là không, thì đó là những cái documentation, những cái chứng cứ để mà các bạn có thể support cho những cái chuyện là cái thời gian đi thuê của tôi là không phải là 5 năm mà là 10 năm. Đấy. Ngoài ra cái thời gian này nó cũng có thể điều chỉnh bằng những cái quyền mà chúng ta có thể kết thúc cái hợp đồng thuê nếu như mình có quyền kết thúc sớm. Như vậy cái ở trên á là cái quyền mà chúng ta kéo dài và cái ở dưới là cái quyền mà kết thúc sớm. Ví dụ trong cái hợp đồng thuê chúng ta là 5 năm nhưng mà trong hợp đồng thuê có một cái điều khoản là chúng ta sẽ được phép là kết thúc cái thời gian thuê này sau 3 năm. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có ý định là ở đây tới 3 năm thôi. Tại vì theo chính sách là chúng ta của tập đoàn thì họ muốn chúng ta mua về một cái location khác chẳng hạn. Thì trong thời gian đó thì vậy thì chúng ta sẽ không có ý định là ở đây hết 5 năm. Như vậy thì nếu như chúng ta có những cái evidence và chúng ta sẽ cái giai đoạn thuê chúng ta nó sẽ ít hơn cái giai đoạn mà mình đó, ở trong cái hợp đồng đó, thì chúng ta sẽ được quyền mình sẽ sử dụng cái giai đoạn mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn ha. Như vậy thời gian thuê của chúng ta
là một cái thời gian chúng ta không được phá vỡ trên hợp đồng, nhưng mà nó sẽ có sao là nó sẽ được phép điều chỉnh bằng cái quyền mà chúng ta có thể kéo dài thêm, hoặc là cái quyền chúng ta có thể kết thúc ngắn hơn ha. Tiếp theo đó là chúng ta nói về cái cách ghi nhận của cái đối với bên đi thuê ở dưới cái IFRS số 16 là như thế nào. Thì điều kiện ghi nhận á, thì hồi nãy tôi có chia sẻ với mọi người á, là đối với khi mà đã thỏa hợp đồng thuê rồi thì chúng ta sẽ có một cái, chúng ta sẽ có hai cái option để mà chúng ta có thể được miễn trừ để mà chúng ta có thể vận dụng IFRS số 16 này. Thì hai cái option đó nó sẽ available với chúng ta, nó sẽ có sẵn nếu như chúng ta, thứ nhất đó là cái thời hạn thuê chúng ta là ngắn hạn. Thì ngắn hạn như thế nào là ngắn hạn à? Nếu như cái thời gian thuê của chúng ta là hoàn toàn là chỉ có 12 tháng và ngắn hơn rồi ha, thì nó bao gồm luôn cả những cái mà chúng ta có thể kéo dài thêm, hoặc là hạ những cái option để mà chúng ta có thể đóng ngắn hạn, tức là chúng ta có thể terminate nó. Rồi, như vậy thì nếu như thời gian thuê mà là dưới 12 tháng, 12 tháng hoặc ngắn hơn, thì chúng ta không cần phải vận dụng cái IFRS số 16 này, mà chúng ta chỉ đơn giản cái là chi phí thuê bình thường thôi. Rồi, còn trường hợp thứ hai đó là thuê của một cái tài sản mà có giá trị thấp. Thì như thế nào thì là thấp? Thì chia sẻ luôn với mọi người là lúc mà ở hai cái phiên bản mà bản draft đó, trước cái IFRS số 16 này nè, thì họ có đưa ra một cái giá trị là 5.000, là những cái gì mà dưới 5.000 đó thì là những cái đó sẽ được coi là thấp, và những cái gì từ 5.000 trở lên đó, thì họ thì sẽ không coi là qualify. Thì ở những cái bản draft trước cái IFRS số 16, trước khi nó trở thành cái bản chính thức, thì là họ có mention cái điều này, nhưng mà sau đó thì họ, cái bản chính thức ra đời thì họ sẽ bỏ luôn câu này luôn. Như vậy thì cái gì là cao, cái gì là thấp, thì nó hoàn toàn nó không có một cái guideline, mà nó hoàn toàn là nó phụ thuộc vào cái ước tính của doanh nghiệp của chúng ta ha. Rồi, và cái việc tiếp theo là cái việc mà các bạn chọn lựa cái phần mà ngắn hạn này á, thì là nó sẽ phụ, thì mình sẽ phân loại nó theo cái nhóm tài sản, và hai phân loại theo một nhóm tài sản, và cái giá trị á, thì có thể chúng ta, và cái giá trị của cái tài sản được hay cao thì chúng ta có thể phân loại nó theo từng cái hợp đồng một, từng cái lease by lease basis, tức là từng cái hợp đồng một. Rồi, thì đó là cho cái việc mà chúng ta miễn trừ hai cái option, các bạn được phép miễn trừ. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta không được phép miễn trừ á, thì chúng ta sẽ phải hạch toán theo IFRS số 16. Lúc này thì theo IFRS số 16 thì sao ạ? Bên đi thuê lúc này chúng ta sẽ phải mang ghi nhận một cái giá trị nợ, nó gọi là một cái lease liability, tại vì mình định nghĩa ngay từ ban đầu cái hợp đồng thuê là một cái việc mà chúng ta làm sao ạ? Chúng ta có được cái quyền sử dụng tài sản ở đây. Vậy thì mình sẽ có được cái quyền sử dụng tài sản cho một cái khoảng thời gian, cho một cái agree period. Cho nên là chúng ta sẽ có cái nghĩa vụ thanh toán cho suốt cái giai đoạn đó. Như vậy thì lúc này sẽ xuất hiện một cái tài sản, đó là quyền sử dụng tài sản, và tương ứng với nó sẽ là cái nghĩa vụ mà chúng ta đã thanh toán cho cái quyền sử dụng tài sản đó, hay chính là nghĩa vụ của cái hợp đồng thuê. Mình sẽ có sự xuất hiện của hai yếu tố này ở trên mặt tài chính của chúng ta nếu như mà chúng ta không thuộc cái miễn trừ là thời gian ngắn và giá trị thấp. Rồi, về cái cách ghi nhận á, thì chúng ta sẽ có cái ghi nhận được. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái phần mà ghi nhận nợ trước cái lease liability. Thì đối với cái phần ghi nhận nợ á, thì thứ nhất là ở ngay cái ngày mà chúng ta đầu cái hợp đồng thuê. Như vậy ở cái thời gian bắt đầu cái hợp đồng thuê á, thì cái bên đi thuê sẽ ghi nhận một cái phần nợ thuê, và nó sẽ tương ứng với lại cái phần mà cái nghĩa vụ thanh toán mà chúng ta chưa trả. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy những cái phần mà tiền thuê mà chúng ta chưa thanh toán, nó sẽ là những, nó sẽ tương đương, như vậy nó sẽ tương đương với cái phần nợ thuê đó. Nhưng mà tại vì cái tiền thuê đó chúng ta sẽ thanh toán trong một cái thời gian dài, cho nên nó sẽ được chiết khấu lại. Còn mình sẽ nói sau về cái lãi suất mà mình chiết khấu ha, mình sẽ nói rõ cụ thể hơn về cái phần này. Rồi, như vậy thì thứ nhất, như vậy thì mình sẽ ghi nhận cái giá trị của cái phần nợ thuê, nó sẽ tương đương với lại những cái giá trị tiền thuê của chúng ta chưa trả và chúng ta chiết khấu lại ở điểm hiện tại, tại vì nó sẽ bao gồm những cái khoản thanh toán trong các năm về sau, trong tương lai.
Cho nên các bạn đã ghi nhận tại thời điểm bây giờ chúng ta phải chiết khấu lại thời điểm hiện tại. Nhưng mà để chiết khấu lại chúng ta phải cần có một cái lãi suất, và còn cái một cái như vậy thì cái lãi suất đó thì mình sẽ nói sau cái cách để mà chúng ta xác định cái lãi suất. Bây giờ mình nói về cái phần mà nghĩa vụ của cái nghĩa vụ chưa thanh toán này thì nó sẽ bao gồm những cái gì? Thứ nhất, nó sẽ bao gồm những cái khoản thanh toán cố định. Thì những cái khoản thanh toán cố định này á thì nó sẽ bao gồm luôn, nó gọi là in-substance fixed payment. Rồi cái này giống như là khoản, lát nữa mình sẽ coi ví dụ cụ thể, coi những cái in-substance fixed payment giống như là thanh toán giống như cố định thì nó gọi là như thế nào ha. Về thanh toán cố định và những khoản thanh toán cũng giống như là cố định, vậy cái này lát mình sẽ coi một cái ví dụ cụ thể đó như thế nào. Và chúng ta sẽ trừ cho những cái phần mà chúng ta có được chiết khấu, những cái phần được miễn giảm trong cái hợp đồng thuê mà bên cho thuê họ có cho mình. Ví dụ mình được miễn thuê gì đó thì mình sẽ trừ chiết khấu những cái phần đó ra. Rồi, như vậy thì mình coi thử cái ví dụ ha, như thế nào thì được coi là một cái phần thanh toán giống như là cố định. Ví dụ mình có một cái phần nó gọi là low minimum payment. Ví dụ như là cái phần mà thanh toán giá trị tối thiểu là bao nhiêu. Giờ mình coi thử ha. Ví dụ như là mình có một cái bên đi thuê, họ ký một cái hợp đồng thuê 15 năm ở một cái chỗ, một cái kiosk chẳng hạn, ở trong một cái shopping center, và trong một cái shopping mall, một cái bên họ muốn đi thuê một cái kiosk ở trong đó để họ bán những cái merchandise, những sản phẩm của họ. Thì nó sẽ có cái cách mà tính tiền thuê á, nó sẽ có hai cách tính. Một đó là cái tiền thuê tối thiểu là 100 đồng một năm, trừ nếu như mà cái chi phí thuê của họ, nếu như cái doanh thu của cái bên bán hàng đó nó nếu như mà cái sale của nó là một ngàn hay là ở dưới. Rồi còn nếu cái sale của nó mà vượt còn nếu nếu cái sale của nó mà vượt hơn 1.000 thì sao? Như vậy nếu cái sale mà dưới 1.000 á thì họ chỉ phải trả 100 đồng thôi. Thì thường trong những cái trung tâm thương mại á, thì họ có những cái chính sách mà đánh tiền thuê nó sẽ khác, là họ sẽ có một phần tiền thuê cố định và một phần tiền thuê là dựa theo doanh thu. Trong trong cái trường hợp này á, thì chúng ta có là nếu như mà cái doanh nghiệp đó mà họ cái doanh thu bán hàng của họ quá thấp thì họ tính tiền thuê rẻ thôi. Trừ khi nào mà trường hợp của trong trường hợp là cái doanh thu bán hàng vượt trên 100 ngàn á, sorry, vượt trên 1 ngàn á, thì cái tiền thuê thanh toán là 50 ngàn. Đó. Và cái historical, cái lịch sử bán hàng của các bên bán lẻ này nè, thì là doanh thu của họ đâu đó là 150 tới 250. Như vậy thì trong mục đích mà chúng ta tính cái phần giá trị nghĩa vụ thuê chúng ta chưa thanh toán, thì mình sẽ tính trên cái 100 đồng, hay mình tính trên cái tính trên 50 ngàn, hay mình tính trên cái 1 ngàn này rồi ha. Đó thì cái này mình gọi là in-substance fixed payment. Như vậy nếu trong trường hợp mà chúng ta có một cái low minimum payment đó là 1.000, và chúng ta trong trường hợp cao hơn thì mình có như thế này. Vậy thì nếu như mà trong cái historical record của chúng ta nó vẫn luôn show ra là cái doanh thu của chúng ta chưa bao giờ bán hơn cái 1.000 này hết trơn á, thì như vậy thì cho mục đích ước tính của cái nghĩa vụ nợ thuê thì chúng ta sẽ phải dùng cái phần giá trị tiền thuê là 50.000 để mà chúng ta ước tính ha. Đó thì đấy, đây là cái họ gọi là cái phần mà thanh toán giống như là payment cố định, tại vì cái 1.000 này hầu như khả năng xảy ra của nó là không có. Mà chúng ta bác lại, đó là cái bao gồm cái fixed payment, đó là cái phần payment cố định trong cái hợp đồng thuê. Và phần này là cái là đơn giản. Cái thứ hai nó gọi là những cái phần mà thanh toán nó bị biến động, variable lease payment. Thì những cái phần mà thanh toán không cố định này á, nó phụ thuộc vào một cái tỷ lệ, hoặc nó phụ thuộc vào một cái chỉ số nào đó. Ví dụ như là một số những cái hợp đồng thuê họ nói là cái phần tiền thuê họ sẽ tăng theo theo cái chỉ số CPI, những cái chỉ số Consumer Price Index, những cái chỉ số tiêu dùng nè, chỉ số lạm phát nè, chỉ số lạm phát là bao nhiêu thì họ tăng theo, thì cái tiền thuê hàng năm tức điều chỉnh tăng thêm theo chỉ số lạm phát. Thì như vậy á, trong những cái trường hợp đó thì là cái tiền thuê chúng ta không có cố định nữa mà gọi là cái phần mà biến động. Vậy bao gồm cái phần mà cố định và phần biến động, và cái phần mà nó sẽ phụ thuộc vào doanh số các bạn bán, hoặc là nó phụ thuộc vào một cái chỉ số, rồi nó phụ thuộc vào một cái gì đó. Thì
chúng ta sẽ bao như vậy thì ở cái thời điểm ban đầu khi mà chúng ta ký hợp đồng thuê thì chúng ta nó sẽ được bao gồm ở trong cái ghi nhận ban đầu của giá trị thuê mà chúng ta sử dụng cái tỷ lệ nè hoặc sử dụng cái chỉ số ở cái ngày mà ký hợp đồng. Như vậy là nghĩa là sao ạ? À? Nghĩa là các bạn không có nghĩa vụ phải ước tính cái chỉ số này ở các năm tương lai ngay tại cái ngày chúng ta ký hợp đồng thuê cho mục đích các bạn ghi nhận cái phần nợ thuê. Và chúng ta chỉ có đo lường lại ở cuối mỗi kỳ khi mà cái chỉ số này nó thay đổi và chúng ta có cái đo lường chính xác của nó thì mình mới đo lường lại, mình mới làm lại ha. Như vậy thì ở cái phần mà nếu như mình có những cái khoản thanh toán mà nó biến động nó phụ thuộc vào một cái chỉ số hay phụ thuộc vào một cái tỷ lệ thì chúng ta chỉ bao gồm những cái payment này mà tính theo cái chỉ số và tỷ lệ tại cái ngày mà chúng ta ký hợp đồng chứ chúng ta không có nghĩa vụ phải ước tính các chỉ số này theo trong tương lai. Mọi người lưu ý ha. Cái phần C đó là cái phần mà residual value guarantee, đó là giá trị còn lại được đảm bảo. Thì ở trong một số cái hợp đồng thuê á là họ sẽ có một cái cam kết là yêu cầu đối với lại cái bên đi thuê là phải đảm bảo cái giá trị khi mà mình trả tài sản về cho bên cho thuê thì họ phải định giá nó ở được giá trị nào đó. Thật ra cái điều khoản này bỏ vào á chủ yếu là để cho bảo vệ cho cái bên cho thuê là cái tài sản nó vẫn còn giá trị và giảm trừ cái việc mà tác hại của bị hao mòn quá nhiều do cái bên đi thuê không biết sử dụng, không không biết bảo quản ha. Thì họ có thì như vậy thì nếu như có một cái cam kết là à sau khi cuối cái giai đoạn thuê của cái tài sản anh phải cam kết là cái tài sản này phải được định giá ít nhất là bao nhiêu tiền đó thì thường những cái giá trị mà residual value là cái giá trị chúng ta cam kết giá trị còn lại này nè thường nó sẽ có xuất hiện ở ví dụ trong trường hợp mà chúng ta đi thuê ô tô chúng ta thuê những cái xe thì giống như là chúng trong thời gian chúng ta thuê mà chúng ta chạy cái số cây số quá nhiều thì mà thời hạn thuê rồi mình trả lại đó thì họ trên một số cây số đó họ thì cái số cây số nó sẽ thể hiện cái giá trị chiếc xe. Nếu như mà chúng ta chạy quá nhiều so với cái xe chạy số cây số ít thì dĩ nhiên cái giá trị sẽ khác nhau. Như vậy nếu như mà chúng ta có một cái nghĩa vụ và chúng ta phải đảm bảo đối với là cái bên cho mình thuê á, là một cái giá trị mà chúng ta phải cam kết ở cuối hợp đồng thuê thì cái phần nghĩa vụ phải cam kết đó nó cũng sẽ bao gồm ở trong cái giá trị của cái phần nợ thuê còn thanh toán. Rồi cái điểm D đó là cái việc mà chúng ta sẽ có một cái khoản nó gọi là cái quyền mua lại cái tài sản ở cuối thời hạn thuê. Thì nếu như ở trong cái hợp đồng nó cho phép chúng ta là ở cuối cái thời hạn thuê đó, cái bên cho thuê cho phép bên đi thuê mua lại cái tài sản ở một cái giá tiền thấp thì bên nếu như cái bên đi thuê mà họ nghĩ rằng họ sẽ mua lại cái tài sản này ở cuối thời hạn thuê thì chúng ta sẽ cũng sẽ bao gồm cái phần giá trị này vào trong cái nghĩa vụ thuê cần phải thanh toán. Tại vì sao ạ? Đây là những cái khoản mình phải trả cho phía bên cho thuê. Như vậy thì những cái gì mình cần phải trả cho bên cho thuê thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ phải trả thì mình phải ước tính hết vào trong này, tính là một cái cục nợ cần phải thanh toán. Và cái cuối cùng đó là cái ở những cái khoản phạt khi mà chúng ta thanh lý cái khi thanh lý mình kết thúc cái hợp đồng thuê này. Rồi ha, thì những cái khoản phạt mà mình nghĩ là mình sẽ bị phạt nếu như là hoặc là mình sẽ ở cuối những một số những hợp đồng thuê như là ở cuối giai đoạn thuê họ yêu cầu chúng ta sẽ phải tân trang, mình sẽ phải chữa và mình sẽ phải tháo, mình sẽ hoàn trả lại những cái hiện trạng ban đầu và mình sẽ phải tính ra những cái chi phí mà mình phải làm cái chuyện này là bao nhiêu thì những cái phần đó là chúng ta sẽ phải tính toán là hết và chúng ta sẽ tính vào mình sẽ bỏ nó vào trong cái giá trị của cái phần nợ thuê này ha. Như vậy thì cái phần nợ thuê này không những bao gồm cái tiền mà chúng ta thanh toán cho phía bên cho thuê rồi nó còn bao gồm thêm bốn yếu tố khác nữa đó là những cái phần chúng ta thanh toán mà nó bị biến động theo một cái chỉ số hoặc cái tỷ lệ gì đó rồi và chúng ta sẽ bỏ vào luôn những cái phần mà chúng ta sẽ đảm bảo cái giá trị còn lại của tài sản sau khi hết thời hạn thuê. Và nếu như chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ mua lại cái tài sản này ở cuối thời hạn thuê thì chúng ta sẽ bỏ luôn cái phần mà giá trị và mình nghĩ là mình sẽ mua lại là bao nhiêu tiền và mình sẽ bỏ vào trong cái phần nợ thuê này
Và cái cuối cùng đó là cái phần mà nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp là những khoản phạt, khi mà trong trường hợp mà chúng ta sẽ phải khi mình kết thúc đồng thuê mà chúng ta có những nghĩa vụ gì mà mình nghĩ là mình cần sẽ phải trả thêm cho phía bên cho thuê, thì cả những khoản này sẽ được cộng hết vào trong cái lease liability này để mà chúng ta ghi nhận cái giá trị nợ thuê cần phải thanh toán. Rồi, chúng ta có thể một cái ví dụ là chúng ta có một cái hợp đồng thuê mà nó sẽ có cái yếu tố là tiền thanh toán, tiền thuê là nó biến động ha. Và cái biến động nó phụ thuộc vào một cái chỉ số hoặc là một cái rate. Ví dụ như là mình có một cái bên đi thuê, họ ký một cái hợp đồng 10 năm thuê một cái bất động sản, một cái property, và cái tiền thuê hàng năm họ cần phải trả là 50.000 và họ trả vào đầu năm. Cái hợp đồng này á, nó sẽ nói rất là rõ là cái lease payment, cái tiền thuê sẽ được tăng mỗi 2 năm và tăng theo cái chỉ số tiêu dùng Consumer Price Index cho cái giai đoạn, cho cái preceding 24 month. Rồi, như vậy thì cho cái giai đoạn mà 24 tháng đó thì họ tính, họ coi chỉ số CPI là bao nhiêu và họ sẽ thay đổi cái tiền thuê này theo chỉ số của Consumer Price Index. Rồi ha, thì cái chỉ số của cái tiêu dùng ở thời điểm đó nó là 125. Rồi, cái phần mà cái phần lại cái ray này, cái phần lãi suất các bạn tạm thời đừng để ý cho nó ha, các mình sẽ nói sau. Rồi, ở cái ngày mà đầu á thì Leslie có make một cái lease payment cho the first year và cái phần này các bạn đừng để ý ha, cái này mình sẽ nói sau. Vì rồi mình chỉ đang xét ở góc độ là như vậy, mình nhìn cái hợp đồng thuê này chúng ta đang xét coi như vậy là cái phần mình tính cái phần giá trị tiền thuê của mình đó nó sẽ là cái 50.000 này, và cái phần mình xử lý cái phần mà tiền thuê nó tăng theo cái chỉ số hàng cái chỉ số người tiêu dùng này như thế nào, Consumer Price Index này á, mình xử lý như thế nào. Thì trong cái trường hợp này á, mình sẽ tại vì cái chỉ số CPI index này nó không có, mình sẽ không có estimate được tại cái thời điểm mà các bạn ký hợp đồng thuê. Nhắc lại ha, là chúng ta sẽ ghi nhận cái giá trị thuê, cái giá trị nợ thuê này ở ngay tại thời điểm mà chúng ta ký cái hợp đồng thuê. Như vậy ở thời điểm mà các bạn ký cái hợp đồng thuê á, chúng ta không có cái thông tin cái chỉ số CPI nó sẽ biến động cho các năm tương lai như thế nào. Mình chỉ biết cái chỉ số hiện tại là 125, nhưng mà cho các năm sau đó là mình ký hợp đến 10 năm lận thì mình không biết nó sẽ biến động như thế nào, cho nên các bạn cũng không có nghĩa vụ phải ước tính là nó sẽ thay đổi ra sao trong trong 10 năm nữa. Để mà chúng ta điều chỉnh cái 50.000 này thì chúng ta không cần cho mục đích là chúng ta ước tính cái điều đó. Như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn sử dụng cái 50.000 ban đầu này tại thời điểm mình ký hợp đồng thuê nhé. Tại thời điểm mình ký hợp đồng thuê thì chúng ta vẫn sử dụng cái 50.000 này để mà chúng ta cho mục đích là chúng ta sẽ ghi nhận lại cái phần nợ thuê, và cái 50.000 này cho 10 năm. Thì cái 50.000 này cho 10 năm á, thì sẽ bao gồm là cái 50.000 của năm đầu tiên và cái 50.000 của 9 năm còn lại. Thì cái 50.000 của 9 năm còn lại thì họ đang chiết khấu được là ở giá trị này. Cho nên là tại sao mọi người thấy ở đây là mình sẽ cái 50.000 đầu tiên các bạn trả tiền rồi thì nó sẽ nằm ở đây. Còn nếu các bạn chưa trả thì nó nằm luôn ở trong này. Và nhưng mà trong này mình chỉ còn có 9, còn lại có cái 9 năm của cái 50.000 này thôi. Mình còn lại 9 năm nữa mà chưa thanh toán và họ chiết khấu vào điểm hiện tại này. Và chúng ta sẽ ghi nhận ở cái phần nợ này. Đi, nhưng mà chúng ta lưu ý nha, chúng ta không cần phải estimate cái 50.000 này sẽ biến động trong 9 năm nữa ra sao. Chúng ta không cần phải estimate nó. Đơn giản lấy cái 50.000 này ngay tại thời điểm hiện tại và chúng ta sẽ ghi nhận cái phần nợ này, và tương ứng mình sẽ có một cái tài sản là quyền sử dụng tài sản là 405. Rồi ha. Vậy thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ ghi nhận cái giá trị nợ thuê cũng như là cái phần giá trị của cái tài sản ngay tại thời điểm mà chúng ta ký hợp đồng thuê. Đây là cho thời điểm năm đầu tiên. Và còn sau đó thì mình sẽ xử lý sau ha, nhưng mà cho thời điểm đầu tiên trước. Mình sẽ nói cách mà chúng ta xử lý khi mà ở các giai đoạn sau, các năm sau mình sẽ như thế nào, mình sẽ trình bày sau. Bây giờ mình xử lý trước là ngay tại giai đoạn mà chúng ta còn ký hợp đồng thuê thì nó sẽ trình bày như thế này. Như vậy chúng ta sẽ lấy giá trị của cái phần nợ thuê này, nó sẽ bao gồm những cái phần fixed payment, cái phần thanh toán cố định. Còn nếu như chúng ta có phần thanh toán biến động thì cái thanh toán biến động đó
chúng thì nếu như nó phụ thuộc vào một cái chỉ số hoặc là một phụ thuộc vào một cái tỷ lệ, và nếu cái chỉ số tỷ lệ này các bạn không estimate được ngay tại thời điểm các bạn ký hợp đồng thì các bạn không có nghĩa vụ phải điều chỉnh cái phần fixed payment đó, mà chúng ta chỉ sao ạ, ghi nhận đúng cái giá trị theo cái tại thời điểm mà chúng ta ký cái hợp đồng này, tức là cái 50.000 mà chúng ta không còn có ước tính ha, để mà chúng ta ghi nhận cho cái phần nợ cũng như tài sản tương ứng. Rồi, còn sau đó nè, còn sau cái ngày mà chúng ta ký cái hợp đồng đó xong á, thì mình sẽ đo lường lại cái phần nợ này. Rồi ha, mình sẽ đo lường lại cái phần nợ ở chỗ này. Rồi, mình sẽ đo lường lại. Rồi bây giờ thì trước khi á, thì mình nói về cái đo lường này á, thì chúng ta sẽ bây giờ mình cho mình một cái ví dụ ha, mình cho mình một cái ví dụ ha để cho mọi người có thể dễ tưởng tượng ra được là chúng ta sẽ ghi nhận như thế nào, mình xử lý nó như thế nào. Bây giờ mọi người tưởng tượng á, là chúng ta có mình có đi thuê và mình trả, mình có mình kiếm kiếm một cái hợp đồng thuê một cái gì đó đơn giản là 3 năm, là 1 2 3 5 phải trả 100 đồng, 100 đồng, 100 đồng. Rồi. Thì các bạn trả cái 100 đồng này cho 3 năm. Bây giờ mình nói á, là mình ở thời điểm chúng ta ký cái hợp đồng thuê, chúng ta cần phải ghi nhận cái giá trị nợ thuê là tương đương với lại cái giá trị tiền thuê fixed payment chúng ta cần thanh toán trong suốt cái đoạn này. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải lấy cái 100 này, cái 100 này và 100 này và chúng ta sẽ phải ghi nhận ở cái năm đầu tiên này. Như vậy đây là cái số tiền chúng ta cần thanh toán cho 3 năm tương lai. Thì chúng như vậy chúng ta cần phải chiết khấu ba cái 100 này về cái thời điểm hiện tại để mà chúng ta ghi nhận. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ chiết khấu một cái ba cái ông này lại sử dụng cái lãi suất gì? Thì ở trong cái bên thuê họ nói rất là rõ là chúng ta phải chiết khấu lại sử dụng lãi suất, nó gọi là lãi suất implicit rate, là cái lãi suất ngầm ở trong cái hợp đồng thuê đó. Thì bây giờ mình sẽ như vậy, lãi suất ngầm là lãi suất gì? Cục trong cái phần mà financial reporting, trong cái toán tài chính, chúng ta sẽ chỉ có duy nhất hai cái lãi suất xuất hiện mà thôi. Một đó là cái lãi suất ngầm ở trong cái hợp đồng thuê này, và hai đó là mình có cái lãi suất đi vay ở một cái lãi vay tương tự, nó chỉ xuất hiện đúng chỉ có hai lãi suất này để cho các bạn áp dụng và xài mà thôi. Không những trong IFRS số 16 mà trong tất cả các chuẩn mực luôn, cũng như trong các chúng ta trình bày báo cáo tài chính, nó chỉ có hai lãi suất mà chúng ta cần phân biệt thế nào gọi là tiền cái lãi suất ngầm ở trong cái giao dịch và cái lãi suất chúng ta đi vay. Rồi ha. Như vậy thì để có được lãi suất như vậy, là lãi suất ngành là lãi suất gì? Để chúng ta có thử ví dụ, chúng ta bắt cái ví dụ này, chúng ta đang có mình thanh toán 100 đồng, 100 đồng, 100 đồng. Vậy có nghĩa là mình đang thanh toán đây là 300 đồng. Nếu đứng từ góc độ của bên cho thuê nha, giờ mình góc độ của cho thuê, ví dụ với bên cho thuê á, họ mua cái tài sản này đối với họ có giá trị là 250. Họ cho mình thuê 100, 100, 100. Thì như vậy là tổng tiền thuê của họ sẽ là 300, như vậy là họ có lời ở đây, chắc chắn nó phải cao hơn cái giá trị này thì họ mới có lời. Rồi như vậy á, nó giống như là cái việc các bạn thanh toán trả góp gì đó, chúng ta tưởng tượng là mình đang thanh toán trả góp, nếu như mình đang trả góp 100, 200, 300 mình mua hàng trả góp, mà đang mua hàng trả góp ở đây 300, nếu như các bạn trả tiền liền á, các bạn trả 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 liền ngay bây giờ, các bạn trả 250, mà nếu các bạn trả góp thì các bạn trả là 300. Thì tương tự trong trường hợp thuê này, họ cũng vận dụng một cái quy tắc đó vào y chang như thế này. Có nghĩa là cái việc thanh toán tiền thuê 100, 100, 100 này nè, nó sẽ bao gồm là cái việc là nhưng mà đối với bên cho thuê á, đối với tướng là góc độ từ bên cho thuê, có nghĩa là cái tiền mà bạn đang thanh toán cho họ nó giống như tiền trả góp vậy. Như vậy có nghĩa là cái tiền, như vậy ở cái giá, ở cái lãi suất nào mà nó mang cái 100 này, cái 100 này, cái 100 này nó về đúng cái 250 này. Cái 250 này là cái giá trị của cái tài sản. Ví dụ giá trị tài sản nó chỉ có 250 thôi, nhưng mà họ cho các bạn thuê là tổng là 300. Dĩ nhiên họ phải có lời thì họ mới cho thuê chứ. Chứ họ cho thuê không có lời thì sao họ sống được, right? Rồi như vậy thì nếu ở cái giá trị nào á mà nó chiết khấu ba cái ông này, 1 2 3 cái ông này về đúng cái ông 250 này, thì cái lãi suất đó chúng ta gọi là cái lãi suất ngầm ở trong cái implicit rate ở trong cái hợp đồng thuê này. Thì tính như thế nào thì đơn giản, các bạn có thể lên mạng chúng ta sử dụng bất kỳ những cái time value of money calculator, những cái máy tính mà về cái giá trị dòng tiền ha. Các bạn cần bỏ vô là mình có cái phần 100 đồng ở đây và chúng ta
có 3 kỳ và giá trị hiện tại nó là 250, thì họ sẽ thì nó bấm tính bấm một cái hình thì nó ra ra được lãi suất là 9.7%. Như vậy có nghĩa là cái lãi suất nhầm ở việc này là 9.7%, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với cái bên đi thuê á, họ chỉ biết được lãi suất nhầm khi nào, khi họ biết được cái giá trị của cái tài sản là bao nhiêu. Và 99% bên đi thuê không bao giờ biết con số này hết, tại vì bên cho thuê sẽ không bao giờ cho bạn biết hết được á, mà chỉ biết tiền thuê là bao nhiêu đây thôi, còn tài sản này có giá trị là bao nhiêu á, thì hầu như là các bạn sẽ không biết. Thì có thể là các bạn sẽ có thể là mình sẽ bỏ tiền ra, mình sẽ xác định cái giá trị hiện tại của nó, cái fair value của nó, cũng là một cách để mình biết được à chứ cái tài sản này hiện tại nó giá trị là bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ tốn tiền để các bạn định giá. Như vậy thì á, trong trường hợp mà chúng ta không biết cái lãi suất này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lãi suất nào mình bắt lại. Thì trong trường hợp mà chúng ta không có biết cái lãi suất mà chúng ta cái implicit rate mình đã rồi ha, thì trong trường hợp mà họ nói ở đây là chúng ta sử dụng cái lãi suất implicit rate đó. Mà sử dụng cái lãi suất implicit rate để mà các bạn chiết khấu sử dụng cái lãi suất implicit rate để các bạn chiết khấu cái hợp đồng thuê này. Còn trong trường hợp chúng ta không xác định được cái lãi suất implicit rate á, thì các bạn sẽ sử dụng cái một cái lãi suất khác gọi là incremental borrowing rate, tức là cái lãi suất nếu như trong trường hợp các bạn phải đi vay tiền, các bạn sẽ bị trả cái lãi suất là bao nhiêu phần trăm đó. Thì hầu hết ở trong hợp đồng thuê chúng ta sẽ bị rớt vô cái trường hợp thứ hai lại mà sử dụng cái lãi suất là incremental borrowing rate, tại vì cái lãi suất implicit rate chúng ta chỉ biết được khi nào, khi chúng ta biết được cái giá trị của tài sản cho thuê, và hầu như là bên cho thuê sẽ không nói cho các bạn biết giá trị này, nên các bạn hầu như sẽ không có được biết chính xác được là trong cái hợp đồng này mình đang bị tính chiết khấu bao nhiêu phần trăm, mình sẽ không biết được. Chỉ có bên cho thuê chắc chắn họ sẽ biết, mà bên đi thuê mình sẽ không biết, mình chỉ biết số tiền mình thanh toán là bao nhiêu thôi. Đấy, cho nên là đối với lại những cái hợp đồng thuê thì IFRS số 16 nó rất là rõ là chúng ta sẽ phải ưu tiên sử dụng cái implicit rate nếu biết. Như vậy implicit rate là cái lãi suất mà nó dùng để chiết khấu toàn bộ dòng tiền này về đúng cái giá trị fair value của tài sản đây ha, và cộng thêm những cái chi phí direct cost nếu có. Đây, về những cái này là những cái mà chiết khấu ba cái ông này về đúng cái này là bao nhiêu thì ra là sức này. Thì ở đây tính có là một cái bảng để cho mọi người thấy là khi mà chúng ta thật sự là nếu như mà mình ba cái thanh toán các bạn 100 này nè, nếu mình ráp cho cái bảng này cái thì các bạn thấy là ở cái giá trị là 250 thì nó sẽ giảm dần từ 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 xuống bằng không, sau khi bạn thanh toán 3 năm này thì trả hết bằng không lại. Đấy thì là coi như là cái việc mà chúng ta sử dụng cái lãi suất mà ngầm ở trong cái hợp đồng này là mình chỉ sử dụng được khi mà chúng ta biết được là cái giá trị của cái tài sản là bao nhiêu thôi. Nhưng mà tính nói là hầu hết là chúng ta sẽ không xài được cái, mình sẽ không biết được cái rate này, cho nên mình sẽ bước vào cái rate thứ hai, đó là cái việc chúng ta sử dụng cái lãi suất rate tương tự. Như vậy á thì ở cuối mỗi kỳ chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái khoản nợ đó theo cái lãi suất mà chúng ta sẽ sử dụng, và hầu như là chúng ta sẽ sử dụng cái lãi suất là vay của một khoản vay tương tự để mà chúng ta đánh giá đo lường lại cái khoản nợ vay này. Rồi cụ thể hơn là mình đánh giá đo lường như thế nào, các bạn coi thử cái ví dụ ha. Ví dụ chúng ta có một cái công ty là nó quyết định thuê một cái building là trong vòng là 5 năm, và nó có một cái option, nó có cái quyền chọn lựa là nó được quyền là kéo dài cái thời gian thuê của cái hợp đồng này là thêm 5 năm nữa. Rồi, và cái tiền thuê là 50.000 trong cái giai đoạn thuê ban đầu, tức là 5 năm đầu tiên nó sẽ là 50.000 và 55.000 cho giai đoạn mà chúng ta muốn kéo dài thêm 5 năm nữa. Và tất cả đều phải trả ở đầu năm của mỗi kỳ. Rồi, để có được cái hợp đồng thuê này thì cái công ty này nó phải tốn cái chi phí liên quan tới cái hợp đồng thuê này bao gồm là 20.000, trong đó có 15.000 á là chi phí phải trả cho cái người thuê cũ để mà cho họ move ra khỏi cái nơi đó.
rồi ha, về cái 15.000 mình trả để cho họ move ra khỏi cái nơi đó, và cái 5.000 thì chúng ta phải trả cái chi phí mà commission, chi phí hoa hồng cho cái bên môi giới rồi, và bên cho thuê á đồng ý là sẽ hoàn trả lại cái chi phí commission môi giới này cho chúng ta. Như vậy thì có nghĩa là mình chỉ tốn có cái 15.000 thôi, còn cái 5.000 này chúng ta sẽ không không phải tốn, mình sẽ được nhận lại từ phía bên lessor. Rồi ở ngay mà chúng ta ký cái hợp đồng thuê á thì cái chúng ta sẽ ước tính được là mình sẽ chọn cái option là kéo dài cái hợp đồng thuê này ra, có nghĩa là cái thời hạn thuê sẽ là 10 năm. Mình đang assumption là mình sẽ ở đây hết 10 năm. Và dĩ nhiên các bạn có trong thực tế các bạn có nghĩa vụ phải chứng minh cái lease term của bạn là 10 năm bằng cái show ra những cái business plan, những cái strategy gì đó mà các bạn sẽ phải ở đây tới 10 năm. Đó. Rồi, và cái rate implicit in the lease không có xác định được, chắc chắn cái lãi suất ngầm đó là mình sẽ không xác định được. Vì sao? Vì chúng ta không biết được. Như vậy thì cái giá trị của cái quyền sử dụng tài sản trong 10 năm này nè là nhiêu tiền, chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ biết là cái tiền chúng ta thanh toán là 50 trong 5 năm và 55 cho 5 năm, cho một mỗi năm cho 5 năm tiếp theo đó. Chứ chúng ta như vậy thì cái quyền sử dụng tài sản trong 10 năm nó là bao nhiêu tiền á ở thời điểm bây giờ mình không biết. Chính vì mình không biết điều đó cho nên mình không xác định được cái lãi suất ngầm ở trong cái hợp đồng thuê này. Như vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái lãi suất khác, đó là cái lãi suất mà chúng ta đi vay, incremental borrowing rate. Cái lãi suất mà đi vay ở một cái hợp đồng vay tương tự thì nó sẽ là 5%. Rồi ha. Rồi thì cái lãi suất này á là một cái lãi suất mà chúng ta đi vay nè, và chúng ta có thế chấp tài sản. Nếu như mà chúng ta là một cái bên đi vay mà chúng ta sẵn sàng có tài sản thế chấp để mà thì ngân hàng có, thì một cái bên giải ngân sẽ cho mình vay ở cái 5%. Còn nếu như các bạn trong trường hợp là chúng ta đi vay mà không có gì thế chấp hết, mình vay dạng tín dụng mình phải chịu mười mấy phần trăm thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng lãi suất đó ha. Bây giờ nếu mà chúng ta show ra được hết là những cái điều kiện mình có để cái lãi suất của mình thấp hết, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Trong trường hợp này là chúng ta có cái tài sản cầm cố ha, mình có tài sản đảm bảo. Như vậy á thì tóm tắt lại cái hợp đồng thuê này, các bạn thấy là chúng ta sẽ có là thanh toán 50.000 trong 5 năm đầu tiên, và sau đó là chúng ta sẽ có cái giai đoạn là chúng ta sẽ kéo dài ra và chúng ta sẽ trả cho 55.000 trong 5 năm tiếp theo. Như vậy trong cái 10 năm thuê này của chúng ta này, mình sẽ có là cái 50.000 này và cái 55.000 này cho 5 năm tiếp theo. Như vậy thì cái nhiệm vụ đầu tiên bây giờ mình phải ghi nhận cái giá trị nợ thuê ngay tại thời điểm mà chúng ta ký hợp đồng thuê sẽ bao gồm những cái gì. Như vậy thứ nhất là cái ông 50.000 này, tại vì họ thanh toán bắt đầu mỗi năm thì có nghĩa là cái ông 50.000 đầu tiên này nó nằm ở hiện tại rồi, các bạn không cần chiết khấu nữa. Như vậy chúng ta chỉ cần chiết khấu những cái ông ở năm 2 cho tới năm 10 mà thôi. Năm nay mình phải chiết khấu về hết giá trị tương đương với năm 1 là bao nhiêu. Vậy cái thứ nhất là mình sẽ chiết khấu cái 1, 2, 3, 4 cái 50.000 này về lại cái năm 1 này là bao nhiêu, thì chiết khấu 4 cái 50.000 này nó sẽ tương đương với lại 177.000, là mình chiết khấu ở cái lãi suất là sao ạ, là 5% là cái lãi suất mà chúng ta đi vay rồi ha. Mình sẽ chiết khấu 4 cái ông 50 này lại ở cái lãi suất là 5% là lãi suất mà mình đi vay, mình nói là 177.000. Tương tự cái 55.000 này các bạn cũng sẽ chiết khấu lại, thì cái này các bạn thấy là nó chiết khấu hai phần. Một, các bạn sẽ chiết khấu năm cái ông 55.000 này nè về thời điểm hiện tại này trước, nó sẽ là tương đương 195, và các bạn sẽ chiết khấu cái ông này về cái thời điểm này nữa một lần nữa, nó là 160, tại vì mình đang lấy hết tại thời điểm năm thứ nhất đó. Như vậy thì các bạn sẽ lấy, nó sẽ bao gồm là chiết khấu của chỗ này và chiết khấu của chỗ này về thời điểm hiện tại. Như vậy tổng giá trị nợ thuê chúng ta cũng thanh toán bao gồm cái 50.000 đầu tiên và cái chiết khấu của cái 50.000 trong 4 năm tiếp theo là 177, và chiết khấu của cái 55.000 từ năm 6 tới năm 10 là 160, nó sẽ ra được là 387. Và sẽ ghi nhận cái bút toán ngay ở năm thứ nhất, đó là giá trị của cái quyền sử dụng tài sản là 387.000 và giá trị của nợ thuê tương ứng là 387.000. Thì đây là cái phần ghi nhận đầu tiên của chúng ta ở ngay tại thời điểm mà chúng ta ký cái hợp đồng thuê này. Rồi đó, mình chúng ta tính được những cái phần mà tiền chúng ta thanh toán trong cái hợp đồng thuê này ha. Rồi bước tiếp theo mình sẽ xử lý các cái chi phí trực tiếp liên quan tới cái khoản thuê này như thế nào. Rồi thì
Ở số 16 nói là những cái chi phí trực tiếp liên quan đến hợp đồng thuê này á, thì chúng ta sẽ bỏ vào trong cái quyền sử dụng tài sản rồi ha. Như vậy sẽ bao gồm là những cái chi phí trực tiếp mà chúng ta phát sinh ở đây, và những cái chi phí mà chúng ta estimate là chúng ta sẽ phát sinh để mà chúng ta tháo dỡ hoặc là chúng ta phục hồi lại cái hiện trạng về ban đầu theo đúng những cái điều khoản và cái điều khoản của trong cái hợp đồng thuê ha. Như vậy thì ở trong đây á thì cái chi phí mà liên quan tới cái hợp đồng thuê này bao gồm có hai thứ. Một là cái 15.000 chúng ta trả ra để mà chúng ta trả cho cái người thuê trước để cho họ có thể move out ra, và thứ hai là cái 5.000 mà chúng ta phải trả cho cái bên môi giới. Thì cái 5.000 trả cho môi giới này á thì là chúng ta sẽ được nhận lại từ phía bên cho thuê, cho nên chúng ta sẽ không nhận vào chi phí, nó không đưa vào trong cái quyền sử dụng tài sản, mà đây là một phần phải thu của mình là 5.000. Và tương tự chúng ta sẽ có cái bài tiêu còn là cái 15.000 này là chi phí trực tiếp liên quan tới hợp đồng thuê này, thì chúng ta nó sẽ bỏ nó vào trong cái quyền sử dụng tài sản này luôn rồi ha. Như vậy sẽ là cái 20, như vậy mình xử lý cái phần 20.000 này sẽ bao gồm là những gì trực tiếp liên quan tới cái tài sản này. Còn nếu như cái 5.000 này mà phía bên landlord, phía bên cho thuê mà không trả ta lại á, thì mình sẽ cộng chung cái này vào trong cái quyền sử dụng tài sản. Và trong trường hợp này là mình sẽ nhận lại từ bên landlord, cho nên là nó sẽ ra và bỏ vào trong cái phần phải thu từ phía bên tài sản và phía bên cho thuê ha. Rồi sau đó thì sao ạ? Sau đó thì các bạn sẽ làm một cái bảng để mà chúng ta khấu hao cái phần nợ thuê ra. Thì cái bảng khấu hao phần nợ thuê này á thì các bạn sẽ tính giống như là cái bảng chúng ta trả góp vậy đó, giống như các bạn đang vay nợ và chúng ta sẽ trả góp từ từ, trả góp cho hết bao gồm nợ gốc và cái phần lãi rồi ha. Thì như vậy tổng cái cục nợ của mình là 387, thì nó sẽ xuất phát từ đây, ban đầu là ở đây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ, tại vì cái phần payment số 1, cái 50.000 đầu tiên này của các bạn á là chúng ta trả vào năm đầu tiên, cho nên là nó không có tính lãi suất gì hết, cho nên là nó hoàn toàn tính từ hết cái 50.000 này vào phần nợ gốc. Và sau đó chúng ta sẽ lấy cái nợ gốc này chúng ta phải nhân cho cái lãi chúng ta là 5%, rồi thì nó ra con số là 16.000 này. Và chúng ta sẽ trong cái 16.000 này cho thì trong cái 5.000 thanh toán các bạn trừ phần lãi ra thì nó ra phần nợ, thì nó sẽ trừ vào đây. Các bạn làm tương tự cho tới hết 10 năm thì cái phần dư nợ thế giả trả hết về số 0 này là đúng, là xong ha, là mình hết việc. Như vậy thì á hàng năm khi mà các bạn thanh toán cái 50.000 này nè thì bây giờ nó không phải là chi phí thuê nữa, mà nó sẽ bao gồm là hai thứ. Một là các bạn thanh toán cho chi phí lãi vay, và hai là chi phí thanh toán cho cái nợ gốc. Cái nợ gốc chính là cái nợ này, cái phần nợ thuê các bạn cần phải trả là bao nhiêu. Như vậy thì bây giờ khi mình trả cái 50.000 đầu tiên thì mình nói là cái 50.000 đầu tiên này là mình trả hết vào trong cái phần nợ gốc, tại vì nó không có thanh toán trả lại hết, nên sẽ cấn trừ hết toàn bộ trong cái lease liability. Vậy và mình có cái phần tiền thanh toán nằm ở đây. Rồi cho cái phần thanh toán số 2 50.000 của mình thì nó bắt đầu sẽ bao gồm hai thứ, đó là phần nợ gốc và phần lãi rồi ha. Thì cái hai con số này nó từ cái bảng này mà chúng ta lấy qua, từ cái phần lãi và cái phần nợ gốc mà lấy và mang qua. Rồi thì chúng ta sẽ có cái phần thanh toán số 2 này. Rồi thì mọi người thắc mắc là ủa hồi trước nếu như tôi không xài IFRS số 16 tôi đang có chi phí là 50.000 một năm, giờ giờ chi phí đã mất tiêu rồi. Chi phí các bạn được thay thế bằng một, đó chính là chi phí lãi vay, và hai là cái phần khấu hao của quyền sử dụng tài sản. Thì cái tài sản các bạn là bao gồm là cái đây cái 387 và cái 15 này, bây giờ sẽ cấu thành một cái tài sản gọi là quyền sử dụng tài sản, và tài sản này các bạn sẽ khấu hao nó theo theo như cái hợp đồng thuê này của mình là 10 năm. Như vậy tài sản này mình sẽ khấu hao vòng 10 năm, nó sẽ ra được là 42 tỷ năm. Thì đây là cái phần mà của hai giá trị này cộng lại, và chúng ta sẽ khấu hao vòng 10 năm nên các bạn sẽ có chi phí khấu hao. Vì bây giờ chi phí thuê của các bạn sẽ biến thành là chi phí khấu hao và chi phí tài chính, nó không còn là chi phí thuê nằm trong cái phần admin các bạn nữa ha, nó trở thành chi phí khấu hao và chi phí tài chính. Thì qua cái thì cái effort lên trên các tài chính chúng ta là gì ạ? Thì là những chi phí này ha, thì chúng ta sẽ không còn chi phí thuê nữa, nó trở là chi phí khấu hao và chi phí tài chính. Thì nếu như các bạn thấy như vậy thì một số bạn hỏi là như vậy thì cái tác động là cái gì, thì các bạn thấy là
Hồi trước thì toàn bộ cái phần này nó là chi phí thuê và nó nằm hết ở trên cái phần chi phí vận hành của chúng ta, thì có thể nói là nó tác động trực tiếp lên cái lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Còn bây giờ tách ra làm hai thứ là chi phí khấu hao và chi phí tài chính, mà chi phí tài chính thì nó nằm ở dưới cái phần mà lợi nhuận hoạt động kinh doanh, hay nó nằm ở dưới cái phần operating profit, nó nằm ở khúc mà total profit của chúng ta. Thì như vậy thì nó tác động một phần lên là nó sẽ cái tách ra một phần cái phần tài chính ra khỏi cái phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của chúng ta trên báo cáo tài chính. Còn trên cái balance sheet ấy, thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ có một cái tài sản, cái phần tài sản thì mình sẽ có cái quyền sử dụng tài sản, thì nó sẽ bao gồm là cái phần cost chúng ta làm số đây, và mình khấu hao năm đầu tiên nó sẽ ra cái phần giá trị quyền sử dụng tài sản của chúng ta là còn bao nhiêu đây, và mình sẽ khấu hao tiếp các năm tiếp theo. Còn bên phần nợ thì chúng ta sẽ có cái hai phần nợ ha. Mình lưu ý là sau cái phần nợ, sau khi mình thanh toán hết rồi thì giá trị nợ chúng ta mình đang có là 304 đây nè, thì mình đang có là 304.634 cho sau khi mà hết năm thứ nhất thì mình thanh toán được là hai cục này rồi. Thì như vậy thì cái số dư nợ của mình sẽ còn bao nhiêu đây, thì trong số dư nợ này các bạn có tách ra ha là cái phần nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, tại vì mình thanh toán mỗi năm mà, cái phần ngắn hạn chính là cái phần mà chúng ta cần thanh toán cho năm tiếp theo và phần dài hạn là của các năm sau đó. Như vậy phần ngắn hạn của mình chính là cái phần nợ gốc của cái trong cái số này, thì cái nợ cái phần ngắn hạn phần tới hạn năm sau chính là đây, còn cái phần dài hạn là con số này rồi ha. Thì chúng ta sẽ tách ra làm hai con số là cái phần là ngắn hạn dài hạn cho cái phần nợ. Thì như vậy thì trên báo cáo tài chính chúng ta sẽ có tài sản và chúng ta có và mình sẽ có nợ tương ứng, và còn trên báo cáo lãi lỗ thì chúng ta sẽ có chi phí khấu hao và cái phần chi phí tài chính ha. Thì đó là cái khác biệt của cách mà chúng ta áp dụng cái IFRS số 16. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi, thì tôi cũng đã chia sẻ xong cái phần cái IFRS số 16. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi từ thầy Tính. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ từ chị Châu Phạm với chủ đề nâng cao năng lực IFRS với các chứng chỉ quốc tế CERT IFR và DIP IFR. Chị Châu Phạm đã có 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, tư vấn và quản lý doanh nghiệp. Trong đó thì chị có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG Việt Nam với vị trí là trưởng nhóm kiểm toán và vị trí gần nhất là trưởng phòng tư vấn. Thì chị gia nhập Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA từ năm 2021 và hiện đang giữ vai trò là trưởng ban cao cấp đối ngoại, khối giáo dục đào tạo phụ trách quản lý các hoạt động đào tạo của ACCA tại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời chị. Cảm ơn MC à, cho xin phép chia sẻ màn hình. Dạ, các anh chị có lắng nghe được rõ không ạ? Xin cho Châu xin số 1 nếu các anh chị nghe được micro rõ ạ. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn các anh chị ạ. Đầu tiên thì Châu xin phép gửi lời kính chào đến toàn thể các anh chị có mặt tham gia trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Và Châu cũng xin phép thay mặt cho Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA gửi lời chân thành cảm ơn đến lời mời từ Smart Trend là đối tác đào tạo của ACCA được cấp phép tại Việt Nam. Và chủ đề ngày hôm nay Châu cũng sẽ xin phép được mang đến trình bày với quý anh chị, đó chính là việc chúng ta nâng cao năng lực về IFRS, là năng lực về chuẩn mực, hiểu biết về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cũng như là lập báo cáo tài chính quốc tế với các chứng chỉ là CERT IFA và DIP IFA mà Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA thì có cơ hội mang đến Việt Nam và được đông đảo các anh chị ở Việt Nam cũng đón nhận rất là tốt trong thời gian qua. Và ở đây mình sẽ làm rõ hai điểm ạ. Điểm thứ nhất là có hai cấp độ, một cấp độ cơ bản về việc hiểu biết về lập báo cáo tài chính quốc tế, thì đó là cái chứng chỉ gọi là Certificate in International Financial Reporting, viết tắt gọi là CERT IFA. Thì đây là chứng chỉ phối hợp của ACCA và VACPA là Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam cùng hỗ trợ cùng với nhau đưa vào Việt Nam từ năm 2018, và khi đó thì đưa vào phiên bản bằng tiếng Anh. Và sau đó thì thông qua quá trình làm việc và cũng như thông qua lộ trình của Bộ Tài chính mong muốn là dần dần áp dụng IFRS tại Việt Nam, thì ACCA
phối hợp cùng VACPA và trên toàn cầu thì cũng xin phép là tạo ra được một cái phiên bản cert AFA chứng chỉ này và về lập báo cáo tài chính quốc tế bằng phiên bản tiếng Việt. Và thật ra đây là lần đầu tiên mà có một chứng chỉ quốc tế được Việt hóa hoàn toàn từ tài liệu học, từ các cái thông tin và đến đề thi thì hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thì đây là một cái nỗ lực rất là lớn của ACCA cùng với VACPA để làm được điều này, nhằm mang đến cho thị trường Việt Nam một cái sự hiểu biết tốt nhất và sự hỗ trợ tốt nhất về các cái chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, cũng như là hỗ trợ cái lộ trình của Bộ Tài chính mong muốn làm dẫn dắt và hội nhập về mặt báo cáo tài chính quốc tế cho thị trường Việt Nam. Thì như các anh chị cũng biết thì cái điều mà ngày hôm nay chúng ta nói tới cái câu chuyện là IFRS, câu chuyện lập báo cáo tài chính quốc tế là một câu chuyện rất là thường nhật và là một kỹ năng, một cái năng lực, một cái kiến thức cần thiết để mỗi người nếu mà hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc tài chính, đầu tư thì cũng cần nắm bắt, hoặc là các anh chị làm việc ở các cơ quan nhà nước hoặc là trong các lĩnh vực về đầu tư vân vân thì cũng cần thiết phải nắm bắt. Và sau đó nữa thì khi mà chứng chỉ cert AFA này, đặc biệt một điều là trên thế giới thì có 5 ngôn ngữ. Ngôn ngữ thứ nhất chắc chắn sẽ bằng tiếng Anh ạ. Và ngôn ngữ thứ hai là bằng tiếng Nga. Ngôn ngữ thứ ba là bằng tiếng Ả Rập. Ngôn ngữ thứ tư tiếng Tây Ban Nha. Và ngôn ngữ thứ năm là ngôn ngữ bằng tiếng Việt, thì rất cái tự hào về cái điều đó và cũng là một cái điểm rất là thuận lợi cho thị trường Việt Nam. Và tiếp theo nữa thì sau khi mà hoàn thành chứng chỉ cert AFA thì chứng chỉ cert AFA ở mang tính chất là cơ bản, và sau đó thì sẽ có chứng chỉ gọi là Diploma in International Financial Reporting, gọi tắt là DIP-AFA, thì đây là một cái chứng chỉ chuyên sâu hơn. Và hiện tại thì các doanh nghiệp trong ngành về kiểm toán vân vân thì họ cho thấy là họ cũng có khuyến khích và cũng tìm hiểu nhiều về chứng chỉ diploma này, để cho các anh chị là an là những kiểm toán viên lâu năm lành nghề nhưng mà cũng học để cập nhật những cái thông tin mới nhất của IFRS. Và ngày hôm nay Châu cũng sẽ xin phép chia sẻ nhanh một số cái thông tin. Đầu tiên là về lộ trình. Thì ở đây thì khi ACCA thì đã trải qua tầm khoảng 3 năm, thật ra là từ 2020 cho tới 2022 để hoàn thành, để chuyển đổi hoàn toàn chứng chỉ cert AFA bằng tiếng Anh sang tiếng Việt ạ. Thì hy vọng nó cũng là một cái giai đoạn rất là gian nan nhưng cũng sẽ là một cái kết quả, một cái thành tựu tốt để dành cho tất cả các anh chị có thể sử dụng được để giảm bớt cái rào cản về mặt ngôn ngữ trong quá trình mà chúng ta đang tìm hiểu, mà chúng ta đang có năng lực về VAS làm các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Thì chúng ta trong quá trình chúng ta hội nhập và chúng ta tiếp cận với AFRS thì bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ có một cái bước tiếp cận tốt hơn. Và trong đó thì về Bộ Tài chính thì trong các giai đoạn 2022 tới 2025 là giai đoạn áp dụng tự nguyện, và đối với một số công ty, một số tập đoàn vân vân về báo cáo hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng. Và sau đó thì theo lộ trình thì chia sẻ là sau năm 2025 thì sẽ áp dụng bắt buộc đối với một số loại hình, và các anh chị có thể thấy trên màn hình cũng như là nắm bắt các cái thông tin. Và do đó là trong khoảng thời gian những năm gần đây thì việc trang bị năng lực về AFS rất là quan trọng, và chứng chỉ cert AFA thì trên thế giới được khoảng 83% người học đánh giá rất là cao. Và đó là những kế toán viên, kiểm toán viên, những học viên hoặc là hội viên của ACCA, các cái công chức chính phủ hoặc là kể cả các giảng viên và sinh viên của các đại học, họ cũng có rất là nhiều trường đại học trên thế giới cũng đưa những chương trình của ACCA và đặc biệt là chứng chỉ cert AFA vào giảng dạy, để giúp cho sinh viên khi ra trường thì cũng có những cái năng lực nhất định về AFAS và có thể lập và trình bày báo cáo tài chính tốt. Và trong đó thì chứng chỉ cert AFA thì có hai phiên bản để chúng ta có thể chọn lựa là phiên bản tiếng Việt hoặc phiên bản tiếng Anh ạ. Và hai phiên bản này có giá trị tương đương như nhau về mặt thông tin, về mặt kiến thức, chỉ là khác nhau về mặt ngôn ngữ và các cái tài liệu học trên online. Khi mà các anh chị có sở hữu cái tài khoản học chứng chỉ cert AFA này bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì sẽ có cái ngôn ngữ tương ứng. Và ngoài ra thì khi chúng ta học
ngôn ngữ nào chúng ta sẽ thi bằng ngôn ngữ đó. Thì những cái phần thi nếu chúng ta chọn phiên bản tiếng Việt thì chúng ta sẽ thi bằng đề thi hoàn toàn bằng tiếng Việt ạ. Và đối tượng để học cert AFA thì thật ra không có cái yêu cầu về mặt đầu vào, về mặt văn bằng chính quy, nhưng mà bởi vì đây là báo cáo tài chính quốc tế cho nên và về các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thì tốt nhất là các anh chị đang làm việc trong những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính hoặc là kiểm toán hoặc là đầu tư hoặc là tài chính vân vân hoặc là quản trị về kinh doanh vân vân thì đã nắm bắt cơ bản về kế toán tài chính và hiểu biết cơ bản thì lúc đó học cert AFA thì cũng sẽ nắm bắt tốt hơn. Còn nếu một anh chị nào đấy mà hoàn toàn chưa có hiểu hoặc là chưa có nền tảng gì về kế toán mà và học ngay cert AFA thì khá là nặng cho các anh chị đó, dù là ACA thì không có yêu cầu bắt buộc nào về đầu vào đối với chứng chỉ này. Và đối với các anh chị nào chưa có nền tảng thì học thì sẽ vất vả hơn thôi ạ. Và ở đây thì có các kế toán viên, kiểm toán viên, các cán bộ bên mảng tài chính hoặc là đầu tư vân vân thì cũng học về chứng chỉ này. Và ngoài ra thì các sinh viên thì cũng có nhu cầu học để trang bị kiến thức để khi ra trường thì được tuyển dụng vào các doanh nghiệp. Bây giờ nhu cầu của doanh nghiệp thì cũng mong muốn là sinh viên ra trường nắm bắt về AFAS, những nhà phân tích, những nhà đầu tư, những quản lý danh mục đầu tư, những cái công ty quản lý quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước hoặc là quản lý và ban hành chuẩn mực vân vân ạ. Thì như đã nói ngay từ đầu thì sau chứng chỉ cert AFA sẽ là chứng chỉ DIP AFA như Châu có chia sẻ. Và trong khi chúng ta học về chứng chỉ cert AFA thì mục tiêu cũng như kết quả học tập của chứng chỉ này mang lại là giúp cho các anh chị có thể nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu. Và ở đây là sẽ bao gồm lý thuyết và những cái bài tập áp dụng thực tế để chúng ta cũng học và chúng ta áp dụng vào trong thực tế để chúng ta hiểu được là cái cách ứng dụng như thế nào. Và thứ hai là nắm được cách thức vận hành của tổ chức IFRS và Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế IASB và những thay đổi, những yêu cầu cập nhật thường xuyên của IFRS. Và trong đó thì về phiên bản tiếng Việt của chứng chỉ cert AFA cũng được IFRS Foundation chấp nhận và cho phép được triển khai tại Việt Nam bằng một cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Và chúng ta cũng về mục tiêu cũng sẽ giúp cho người học phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở cái góc độ của người lập báo cáo, góc độ của kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính. Và sau đó thì cũng sẽ áp dụng được các chuẩn mực này vào trong thực tế. Và Châu cũng xin phép chia sẻ là khoảng 15 năm về trước thì Châu ra trường. Và khi vào làm ở công ty kiểm toán của Big Four thì Châu cũng đã làm việc rất là nhiều và sau đó thì cũng có làm việc với các doanh nghiệp, các cái tập đoàn thì bắt đầu họ cũng có những cái báo cáo về công ty mẹ ở nước ngoài thì cũng đã bắt đầu làm quen với IFRS là từ những ngày đầu khi ra trường cách đây khoảng 15 năm. Và ngoài ra thì Châu cũng đã học ACCI thì trong ACCI cũng sẽ có những môn học liên quan trực tiếp và cũng đề cập tới các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thì qua đó cũng đã được làm quen từ cái câu chuyện là rất nhiều chục năm về trước chứ không phải là chỉ là đơn thuần là cái câu chuyện ngày hôm nay Bộ Tài chính đưa ra cái lộ trình về AFAS và chúng ta bắt đầu làm quen mà nó là cái câu chuyện thường xuyên của các doanh nghiệp hoặc là các cái công ty mà có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty con tại Việt Nam hoặc là các yêu cầu của những nhà đầu tư nước ngoài vân vân thì cái điều này cũng khá là quan trọng và nếu chúng ta trang bị được thì đảm bảo là chúng ta có thể theo kịp với cái sự phát triển của nền kinh tế và thị trường. Và cháu cũng xin phép chia sẻ về mặt đề cương đào tạo và hình thức thi thì về đề cương đào tạo thì chúng ta sẽ có các cái phần nội dung liên quan tới hầu hết các nhóm chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế như chúng ta có thể thấy trên màn hình ví dụ là chúng ta hiểu được bản chất và cơ chế hoạt động của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế IASB chúng ta hiểu được hiện trạng và các giải pháp về áp dụng IFRS trên toàn cầu như thế nào và nắm được nhóm các chuẩn mực để trình bày báo cáo về lợi nhuận nhóm các chuẩn mực về kế toán tài sản và nợ nhóm các chuẩn mực về kế toán tập đoàn nhóm các chuẩn mực về thuyết minh báo cáo tài chính. Và chúng ta cũng nắm bắt được các cái khác biệt mang tính nguyên tắc giữa chuẩn mực của UK của US GAAP và IFRS như thế nào. Và chúng ta cũng hiểu được các vấn đề hiện hành đang có trong các chuẩn mực của IFRS. Và về mặt đề thi
thì đề thi sẽ thi trong vòng 1 tiếng đồng hồ với 25 câu hỏi trắc nghiệm, và chỉ cần đạt 50 điểm trên 100 điểm là chúng ta sẽ đạt đậu chứng chỉ này. Và với mỗi tài khoản chúng ta đăng ký để thi chứng chỉ này thì chúng ta sẽ có được 3 lần thi trong vòng 3 tháng. Thì ví dụ chúng ta thi lần thứ nhất mà chưa đậu thì chúng ta sẽ thi lại lần thứ hai, và lần thứ hai chưa đậu nữa thi lần thứ ba, và nếu lần thứ ba chưa đậu nữa chúng ta sẽ đăng ký lại để lấy suất thi lại, và sẽ mỗi cái tài khoản thi như vậy thì được 3 lần. Và ở thị trường thì theo thống kê của ACCI thì cũng thấy là các anh chị hoặc là những cái người học chứng chỉ này thì khi thi thì thường đến lần hầu hết lần thứ nhất cũng đã đậu, và hoặc là quá lắm là thường đến lần thứ hai, ít có trường hợp là thi đến lần thứ ba mới đậu hoặc là phải mua lại tài khoản, thì nó đó là con số rất là ít, rất là tối thiểu. Và ở đây thì Châu cũng sẽ xin phép cập nhật tiếp để chúng ta nắm bắt được là ví dụ có các anh chị cũng tìm hiểu về các môn học của chương trình ACCI hoặc chương trình FAA là chương trình cơ bản của ACCI, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được ví dụ là chứng chỉ CERT AFA thì sẽ tương đương với các môn học rất là cơ bản, ví dụ kế toán tài chính 1, kế toán tài chính 2, hoặc là môn kế toán tài chính gọi là môn Financial Accounting, môn F3 của ACCI. Và tiếp đến nữa thì khi mà lên tới chứng chỉ gọi là chuyên môn về lập báo cáo tài chính quốc tế DIP AFA thì ở đây lại tương đương với các môn cấp độ cao hơn là về môn Financial Reporting và môn báo cáo kinh doanh chiến lược là môn SBA của chương trình của ACCI. Thì để chúng ta hình dung, nhưng mà bản thân các chứng chỉ về CERT AFA và DIP AFA thì sẽ tập trung chi tiết đi vào các cái chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế rất là chuyên sâu, đặc biệt là chứng chỉ về DIP AFA thì sẽ rất là chuyên sâu và rất là phù hợp với các anh chị đã có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong ngành. Và chứng chỉ CERT thì sẽ có thể là dành cho các anh chị đang tập làm quen với IFRS và chúng ta học về nền tảng cơ bản trước. Và tiếp theo thì chắc là Châu cũng sẽ xin phép chia sẻ nhanh một đôi nét về những cái điểm nổi trội và của chứng chỉ về CERT AFA bằng tiếng Việt có thể mang lại cho người học ở Việt Nam. Đó là chúng ta sẽ nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng về AFS và để ứng dụng vào trong thực tế, cũng như là chúng ta hiểu được những cái yêu cầu, những cái cập nhật mới nhất của AFS, và chúng ta có được cái giáo trình bằng tiếng Việt online, và chúng ta có thể nghiên cứu cái giáo trình đó rất là thuận tiện. Và phương pháp học thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái mô hình vừa kết hợp là những cái tài liệu học trên trực tuyến của trên tài khoản mà các anh chị khi mà sở hữu tài khoản học và thi chứng chỉ CERT AFA online của ACCI, và kết hợp với những cái bài học, những phần chia sẻ trực tiếp hữu ích và bổ ích và rất là sống động của giảng viên ở trên lớp, ví dụ là những cái lớp học do Smart Train hoặc là các đơn vị tổ chức, và chúng ta có thể hoàn tất trong thời gian ngắn và rất là tập trung, và qua đó thì cũng có nhiều cái cơ hội việc làm hoặc là những cái cơ hội thăng tiến tốt ở trong cái sự nghiệp hiện tại, cũng như là các cái cơ hội việc làm khác, với đặc biệt là với các công ty thành viên của VACBA khi chúng ta gọi là tham gia thi và đạt được chứng chỉ này. Và sau đó thì Châu cũng sẽ xin phép nói nhanh qua chứng chỉ về DIP AFA phiên bản về tiếng Anh, thì chứng chỉ này chỉ có phiên bản tiếng Anh ạ. Và ở đây thì có yêu cầu về đầu vào đối với các anh chị mong muốn là học chứng chỉ chuyên sâu về lập báo cáo tài chính quốc tế. Và ở đây thì các anh chị là cần là đang là những cái người hành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và đạt được ví dụ đang là hội viên của ACCI hoặc là hội viên của VACBA hoặc là hội viên của các đơn vị thuộc về IFAC, Liên đoàn Kế toán Quốc tế, và chúng ta lúc đó chúng ta sẽ có cái đạt được yêu cầu đầu vào để chúng ta tham gia học được chứng chỉ DIP AFA, bởi vì đây là chứng chỉ rất là chuyên sâu. Và ở đây thì nếu ngoài ra mình sẽ cần có cái việc chúng ta phải chứng minh là chúng ta có khoảng 2 năm kinh nghiệm về mặt kế toán, và chúng ta có một cái bằng cấp hoặc là chúng ta sở hữu được chứng chỉ CERT AFA thì chúng ta sẽ và học được DIP AFA, hoặc là khác nữa là chúng ta phải có được 3 năm kinh nghiệm liên quan tới cái việc công việc về kế toán, và chúng ta cần có cái
gọi là cái thông tin của cái người tuyển dụng, cái nhà gọi là cái công ty của chúng ta để chứng minh cái điều đó. Và tiếp theo nữa là về mục tiêu và kết quả học tập á, thì Deep AI thì sẽ giúp cho chúng ta nắm bắt sâu sắc hơn các chuẩn mực báo cáo quốc tế, và giúp chúng ta cũng có thể lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế tốt hơn, cũng như là những cái báo cáo của tập đoàn về hợp nhất vân vân. Và ở đây thì với nội dung thi của Deep AI thì sẽ khó hơn, và chúng ta sẽ có phần thi trên máy tính là trong 3 tiếng 15 phút, với 4 câu hỏi bắt buộc, mỗi câu là 25 điểm. Và khi chúng ta đạt được 50 điểm thì chúng ta sẽ đậu được cái chứng chỉ diploma này. Và mỗi năm thì có 2 kỳ thi được tổ chức vào tháng 6 và tháng 12 tại cái trung tâm thi do AJ sẽ đề xuất. Và đây là cái thông tin rất là quan trọng, đó là lý do mà chứng chỉ Deep AI sẽ có yêu cầu về đầu vào là các anh chị phải học chứng chỉ CERT AI trước đó, hoặc là thành viên gọi là hành nghề về kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp. Và ở đây là một số cái thông tin mà ACJ cũng đã đưa lên các cái website công bố rộng rãi với các anh chị, trong trường hợp mà các anh chị chúng ta muốn tìm hiểu thêm về chứng chỉ CERT AIMA tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, cũng như là về chứng chỉ Deep AIMA. Thì đó là một số thông tin mà ngày hôm nay thì Châu cũng sẽ xin phép chia sẻ với các anh chị ạ. Và xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là giàu thông tin vừa rồi từ chị Châu Phạm ạ. Và thưa quý vị và các anh chị, chúng ta sẽ đến với phiên giao lưu hỏi đáp trong buổi tối ngày hôm nay. Thì với phiên giao lưu hỏi đáp thì đây là cơ hội rất là tốt để các anh chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả của chương trình. Thì với mỗi câu hỏi mà các chị đặt ra thì chúng ta sẽ có một lượt để mà bốc thăm trúng thưởng. Thì đến với buổi tối ngày hôm nay thì ban tổ chức đã dành rất là nhiều phần quà để mà khuyến khích các anh chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho diễn giả. Và các anh chị ơi, mình có thể nhìn ở trên màn hình. Hiện tại ở đây thì chúng ta sẽ có 3 phần quà như sau, và chúng ta sẽ có những cái lượt bốc thăm may mắn các anh chị ha. Thì mình sẽ có một giải nhất là một áo thun cao cấp của Smart Trend, giải nhì là một voucher 500.000 khóa học, và một giải ba là sổ lò xo. Thì rất là mong các anh chị sẽ đặt câu hỏi bằng cách raise hand để ban tổ chức mở mic hoặc là vào khung cửa sổ chat. Hiện tại thì ở đây không biết có anh chị nào đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả. Chúng ta có thể nhấn vào nút Raise Hand để ban tổ chức có thể mở mic cho anh chị. À, ở đây tôi đã thấy anh Thị Dương Hữu. Dạ. Ban tổ chức đã mở mic cho mình. Alo. Anh Hữu có thể bấm vào nút OK nha anh. Alo, dạ. Dạ, em chào anh ạ. Dạ em chào chị ạ. Dạ, đầu tiên thì để giao lưu với các diễn giả thì xin mời em cũng có thể giới thiệu sơ về tên và đơn vị công tác của mình được không? Mình tên là Thiện, mình đang công tác ở tập đoàn Lộc Trời á. À dạ, em chào anh Thiện. Dạ, không biết là anh đang mang tới chương trình câu hỏi gì anh Thiện ha? À, vừa rồi anh có xem thầy dạy về cái hạch toán nợ có của thuê tài sản á. Thì Vâng ạ. chứ, dạ chào thầy ạ. Em có thấy mình đang phát sinh cái dòng mà cash đó, thì có hai cái dòng cash trong cái hạch toán, thì em không biết là tại sao mình có lại cái dòng cash đó, nó lại tăng, nó lại có tăng dư có nhiều vậy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi từ anh Thiện ạ. Và xin mời thầy Tính Lê mình có thể giải đáp cho anh Thiện. Ok, cảm ơn Thiện. Thứ nhất cho Tính hỏi là Thiện đang hỏi cái ví dụ này đúng không? Dạ đúng rồi thầy ạ. Rồi, cái ví dụ này thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là mình sẽ nói về cái phần cái cash 20.000 này, và cái mà chúng ta sẽ phải, đầu tiên là cái phần mà chúng ta sẽ phải trả cho các chi phí trực tiếp À, liên à thưa quan thầy ơi, tới. em xin xin lỗi ngắt lời. À, cái 20.000 thì em biết rồi, nhưng mà cái dòng dòng kế tiếp 50 50 20.000 đúng và không? dòng, đúng Hai cái rồi, dòng 50 thứ này ba đúng và không? thứ tư, đúng Vâng, rồi, nó thì đang phát hai cái sinh 50 dư cái này hai á. cát. Thì hai cái 50.000, một cái thì mình nói là theo cái hợp đồng thuê này á thì là một cái 50.000 sẽ được trả một cái, tức là nó sẽ trả cái lease payment là 50.000 sẽ trả cho cái giai đoạn ban đầu, và cái 55.000 là giai đoạn tiếp theo. Và cái ở ngày ký hợp đồng á thì họ sẽ chắc chắn, tại vì cái hợp đồng thuê này của chúng ta
là nó sẽ trả vào đầu ở mỗi kỳ, at the beginning of each year. Cho nên là khi mình ký cái hợp đồng đó là mình trả cái 50.000 đầu tiên, còn cái 50.000 thứ hai tính muốn show ra cho mọi người, để cho mọi người hiểu cách hạch toán của cái 50.000 thứ hai thôi. Thật ra đây là cái thanh toán của cái đầu năm thứ hai của mình đó. À, vậy là nó sẽ kế tiếp luôn rồi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra tính muốn show cái này ra để cho mọi người thấy cách hạch toán của cái payment số 2, cho mọi người thấy là cái payment số 2 này, cái payment số 1 là nó hoàn toàn 100% là principal hết. Tại vì cái này nó là ở cái kỳ đầu tiên chúng ta không có chiết khấu, mình cảm thấy nó nằm ở ngay đây. Nó không có chiết khấu về. Nó còn nhưng mà qua tới cái payment số 2 này nè, cái 50.000 thì mới bắt đầu có chiết khấu rồi, nên cách hạch toán nó sẽ khác, nó sẽ là bao gồm của phần nợ gốc và phần lãi, chứ nó không có còn là cái nợ gốc không nữa. Đó, cho nên tôi muốn show cái này ra để cho mọi người thấy cái hiểu cách hạch toán. Cho nên tương tự là cái những cái thóc tính toán của năm tiếp theo của mọi người sẽ nằm ở đây và ở đây đấy, các mọi người của đây là những cái 50.000 của năm tiếp theo của mọi người hay là 55.000 thì nó sẽ mình thích cho cái mảng này đó. Thì tôi muốn show ví dụ một cái 50.000 của năm tiếp theo để mọi người biết hạch toán như thế nào thôi. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi rất là chi tiết từ thầy Tính ạ. Và tiếp theo thì tôi đang thấy có một cánh tay từ chị Hường. Xin mời ban tổ chức mở mic cho chị Hường ạ. Chị Hường ơi, mình có thể bấm vào nút OK. Rồi, em đã thấy tín hiệu. Em xin chào chị Hường. À, dạ vâng ạ, à, xin lỗi là mình chỉ tên là Dũng ạ, và cái này tên của cái iPhone ạ. Và thì cũng xin Vâng. cảm ơn chương trình và xin giới thiệu với thầy, mình thì làm về chứng khoán ạ, và mình đang học cái chương trình CFA, cho nên là cũng không thiên lắm về về phần IFRS ạ. Thì cái phần này khi mà đọc tài liệu CFA vậy, thì có một phần này cũng xin phép được hỏi thầy ạ, tức là cái phần mà hạch toán ấy ạ, thì nó có hai cái là lease liability và right of use asset. Thì về giả sử như là nó trong một khoảng thời gian là bao nhiêu năm đó, thì đến cuối kỳ thì hai cái con số này nó sẽ bằng nhau và đều về bằng không cả. Tuy nhiên ý, là hàng năm thì bao giờ nó cũng có cái phần chênh ạ, giữa cái right of use asset với cả lease liability, bởi vì cái right of use asset thì nó sẽ phân bổ cái chi phí amortize theo cái đường thẳng. Thế còn lease liability thì nó sẽ theo cái phương pháp là effective interest method. Thế thì xin phép hỏi thầy là cái phần chênh hàng năm ấy, thì không biết là nó chạy vào cái khoản mục nào ở trên bảng cân đối thầy nhỉ? Dạ vâng ạ. Thứ nhất là cái phần chênh lệch giữa hai bên đó thì nó sẽ không kèm khoản khoản mục nào cả. Thật ra cái phần chênh lệch nó chỉ mọi người thấy á, ở lúc ban đầu á, thì là cả tài sản và nợ đều xuất phát từ một điểm như nhau. Đúng Nhưng rồi mà ạ. sau đó thì tại vì do cái cách giống như hồi nãy anh chia sẻ đó, mọi người thấy là cái tài sản thì mình khấu hao theo đường thẳng, còn cái nợ thì mình khấu hao theo cái dư nợ giảm dần theo cái lãi suất mà ngầm ở phần Vâng. cái lãi suất đi vay ở trong hợp đồng thuê. Cho nên là cái cách mà chúng ta phân bổ nó khác nhau nên dẫn tới cái số liệu nó khác nhau thôi, chứ cái phần chênh lệch nó không đi vào đâu cả. Thật ra cái phần chênh lệch nó sẽ ảnh hưởng lên đây, lên P&L của anh, đó chính là cái phần chi phí khấu hao và cái chi phí lãi vay của anh. À, Đấy nhưng chính là mà cái phần xin hỏi thầy là như thế thì cái bảng cân đối thì nó cân bằng kiểu gì thầy nhỉ? Tại vì ví nó dụ sẽ như cân chứ. là à Tại vì tài sản của anh nó sẽ được, tại vì cái tài sản này của anh thì nó sẽ được cân đây, cái bạn xuất phát điểm của cái hai bên đó, xuất phát điểm của cả hai bên bằng thì nhau đây ạ. nó đã cân rồi bằng nhau chính xác Vâng. rồi. Cái điểm sau đó thì anh thấy là cái phần nợ của anh nó giảm thì nợ nó giảm tương ứng với nó sẽ là phần tiền thanh toán cái phần lãi vay, và tài sản nó sẽ giảm tương ứng với nó sẽ là cái phần khấu hao lũy kế, cho nên là nó sẽ vẫn luôn cân bằng. Tại vì cái nợ giảm nó sẽ về mình không có giảm nợ, mình tương ứng mình giảm tài sản, mình giảm nợ mình tương ứng của mình nó sẽ là tiền thanh toán, mà chúng ta sẽ giảm cái phần nợ này. Cái phần nợ các anh thấy nó giảm á, là do cái phần tiền anh thanh toán, và mình sẽ có một cái phần chi phí phát sinh. Như vậy cái phần nợ giảm là tương đương với lại tiền, nhưng mà cái tiền mình trả. Như vậy mình tưởng tượng như thế này nhé, mình tưởng tượng giống như là bây giờ mình đang đi mua một cái tài sản mà mình đi vay để mình mua tài sản, thì tài sản mình khấu hao theo đường thẳng bình thường giống như tài sản mình đi mua tiền mặt vậy đó. Còn cái Dạ. phần khoản còn cái phần khoản vay này, cái phần nghĩa vụ thuê này nó giống như một khoản vay, và mình sẽ hoàn trả phần khoản vay đó. Thì khi mình thanh toán khoản vay mình sẽ có hai phần, một là nợ gốc và hai là lãi. Thì đây là nợ gốc và đây là lãi, nó cái logic behind nó là như vậy. Vâng ạ, cái này để em xem lại ạ. Vâng, dạ cảm ơn anh.
Dạ, xin cảm ơn câu hỏi từ anh và xin cảm ơn thầy Tính đã chia sẻ rất là cụ thể đúng không ạ? Và tiếp theo thì ở đây trên khung chat tôi có nhận được một câu hỏi dành cho chị Châu đến từ chị Thanh Hoa Sen. Chị có chia sẻ là mình dự định học ACC, vậy giờ học ACC trước rồi mới học tới cert AFA và DIP AFA phải không? Dạ xin chào chị Thanh ạ. Thì chắc là Châu xin phép giải thích nhanh một chút. Thì cái này là tùy vào cái lựa chọn quyết định của chị ạ. Nếu ví dụ là trong ngắn hạn thì chị có kế hoạch là học ACCA, nhưng mà học môn gọi là FA1, FA2 hoặc là thêm môn F3, gọi là môn Financial Accounting, thì nó cũng khá là tương đương với chứng chỉ cert AFA rồi. Thì chúng ta có thể học trực tiếp về các cái môn học của ACCA, những môn đấy. Hoặc là ngược lại, tại vì học cert AFA thì thời gian nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ tập trung chi tiết vào các chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế hơn. Cho nên nếu mà trong thời gian ngắn hơn, chúng ta có thể lựa chọn học cert AFA trước cũng được, chứ không nhất thiết là phải học xong ACCA thì mới học qua cert AFA. Dạ, đó là cái câu trả lời ạ. Nếu chị có thêm câu hỏi thì có thể báo với Châu để Châu giải thích thêm. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Châu. Tôi vừa thấy một cánh tay giơ lên từ chị Oanh, mã số A3151. Xin mời ban tổ chức chúng ta có thể mở mic cho chị Oanh ạ. Alo. Dạ. Alo, dạ chị nghe mình nói không ạ? Dạ vâng, alo. Em nghe rõ chị Oanh. Em xin phép đặt câu hỏi đến thầy Tính ạ. Dạ em cũng xin lỗi là tại vì lúc nãy em không về vào kịp để mà nghe cái khoảng 30 phút đầu thầy nói về principle của cái IFRS. Nhưng mà em xin hỏi thầy về cái trường hợp của công ty em, bởi vì công ty em là thuê đất của nhà nước á, thì thời gian thuê là khoảng 50 năm, thì hàng năm á, thì cái giá đất này nó sẽ được tính dựa trên cái bảng giá niêm yết của nhà nước 4 năm thay đổi một lần. Như vậy thì cái giá trị mà sử dụng tài sản write off USA. Sử dụng tài sản á, thì ở cái thời điểm đầu á, em nên ghi nhận dựa trên cái assumption như thế nào được ạ thầy? Ok, thì giống như Tính chia sẻ ban đầu ha, cái phần nếu như cái phần giá trị của nợ, thì giá trị của nghĩa vụ nợ phải thanh toán cho cái hợp đồng thuê ấy, nó sẽ bao gồm là các khoản số tiền tao thanh toán cho số tiền cố định mình cần phải thanh toán, và những cái số tiền biến động theo một cái chỉ số hoặc là theo một cái tỷ lệ nào đó. Rồi thì trong trường hợp của bạn là mình có một cái chỉ số đúng không ạ, mình có một chỉ số xác định cái phần tiền thuê đất này là bao nhiêu, thì mình sẽ sử dụng cái chỉ số này ngay tại thời điểm mà chúng ta bắt đầu thuê, và chúng ta sẽ tính ngay tại thời điểm đó. Và những cái gì mà liên quan tới ước tính các chỉ số này trong tương lai các bạn, thì bạn sẽ không có vận dụng vào cho các việc mà bạn tính giá trị nợ thuê ngay tại thời điểm chúng ta ký hợp đồng thuê để mình bắt đầu ghi nhận. Còn sau đó thì chúng ta sẽ phải đánh giá đo lường lại hàng năm khi mà bạn có thông tin chính xác cái chỉ số này là bao nhiêu, để xác định được cái phần nghĩa vụ nó sẽ biến động cụ thể là bao nhiêu á, thì các bạn sẽ đo lường lại cái phần nợ thuê ở các năm sau và bắt buộc phải làm ở cuối mỗi kỳ. Vậy là cứ cuối mỗi năm em sẽ đánh giá lại cái đánh thực giá tế lại, chính xác, chính em xác. Đã trả cho cơ quan nhà nước để rồi em tính lại như ban đầu đúng không này? Em revert đúng hết những bức toán cũ. Mình không được gọi là bức toán cũ, mình sẽ điều chỉnh tiếp theo. Tức là mình sẽ điều chỉnh, mình sẽ tính lại cái phần mà tình thuê, cái phần mình chưa thanh toán. Còn chưa thanh toán của bạn là còn là bao nhiêu năm còn lại. Thì hồi trước cái bao nhiêu năm còn lại đó, các bạn tính dựa theo cái chỉ số và cái ngày bạn ký hợp đồng thuê. Thì bây giờ đang ở cuối năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 bạn có thông tin mới, thì bây giờ bạn sẽ phải nhận bạn tính lại coi là, thì bạn lấy cái dư nợ của bạn cái tại thời điểm đó, nhưng mà bạn tính lại cái phần, bạn tính lại cái giá trị hiện tại của cái phần mà bạn chưa thanh toán trong tương lai mà nó nhập theo chỉ số mới. Thì sau đó bạn chiết khấu lại coi cái phần đó là bao nhiêu, thì bạn có ra bao nhiêu, bạn sẽ điều chỉnh cái phần nợ tương ứng với tài sản thêm bao nhiêu đó. Dạ em chiết khấu lại tại thời điểm mà em đang đánh giá lại cái dòng tiền trong tương lai đúng không ạ? Dạ, dạ em hiểu rồi, em cảm ơn thầy ạ. Chính xác. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ thầy Tính. Và các anh chị ơi, chúng ta có thể ngay bây giờ đặt câu hỏi trực tiếp bằng cách raise hand cho chương trình để có thể giải đáp cặn kẽ những băn khoăn và thắc mắc của mình nha. Và hiện tại thì tôi đang thấy có một cánh tay giơ lên từ chị Hà, mã B4143. Xin mời chị Hà, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho diễn giả. Chị Hà ơi, chúng ta có thể bấm một nút OK. Rồi, em đã thấy tín hiệu từ chị Hà. Cho em hỏi một chút là vừa nãy là trong cái bảng tính
Thầy có chuyển cái giá trị nhận tiền thuê từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 về năm hiện tại ấy, nhưng mà tại sao phải chia thành hai bước, hay có thể thực ra đấy là thầy chỉ làm Vâng thế ạ. để cho À. Ok, kinh lý phí do mình thầy thôi chia ạ. làm hai bước thì nó là như thế này, để thầy có cái đây cụ thể. Ok ha, để thầy share lại cái slide này. Ok, lý do mình làm hai bước là tại vì mình đang ghi nhận là ở năm đầu tiên ha, là ở năm thứ nhất. Rồi, thì như vậy thì thứ nhất là các bạn sẽ phải tính cái giá trị hiện tại của cái này ngay tại thời điểm này trước là bao nhiêu. Ngay tại thời điểm này là giá trị của cái 55 này ngay tại thời điểm này là bao nhiêu trước. Và đó, tại vì đây là đang ở năm thứ sáu mà tính của giờ 7 nó về một lần nữa. Nó về Sao mình không giật thẳng từ năm thứ 6 về năm thứ nhất và năm thứ 7 về năm thứ nhất liên tục như cũng thế được, luôn? cũng được, cũng được, cũng được, thì bạn đặt đi Sao thì vẫn cái là này như là phải thế ý thôi tưởng, đúng không ạ? đúng rồi, Thế thì cũng được em luôn, cũng muốn hỏi thêm một cái việc là đúng vừa rồi. nãy chị có hỏi là sẽ đánh giá lại hàng năm ấy, thì cái việc đánh giá lại hàng năm đấy là sẽ chỉ khi mà mình có những cái điều kiện ràng buộc về việc là sẽ có cái chỉ số thay đổi, chứ còn nếu như không có những ràng buộc về chỉ số thay đổi thì mình sẽ không đánh giá lại hàng năm giống như là các cái tài sản cố định khác của mình đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Như vậy thì thứ nhất là sau khi cái việc mà ghi nhận cái phần nợ thuê rồi thì cái phần Vâng. nợ thuê đó chúng ta sẽ phải đánh giá lại hàng năm. Nếu như cái phần mà thanh toán biến động nó có nhập thì chúng ta phải đây phải phải cập nhật cái phần lại, và đôi khi sẽ có những cái cập nhật mà các bạn phải làm lại nữa. Nhưng mà tại vì trong cái buổi hôm nay thì mình giới thiệu sơ sơ thì mình chưa có nói rõ với các bạn cụ thể là cho chúng ta có thay đổi trong những cái hợp đồng thuê, ví dụ các bạn có thuê thêm hoặc là các bạn thuê bớt đi. Ví dụ hồi trước các bạn đang thuê 3 tầng của một tòa nhà, nhưng sau đó cho các bạn diện tích các bạn tăng lên và lấy thêm một tầng nữa thì nó sẽ impact lên cái hợp đồng thuê của mình như thế nào. Và hoặc là các bạn đang thuê 3 tầng các bạn trả đi một tầng thì nó sẽ như thế nào. Đó thì cái đó là mình có cái thay đổi về ở trong cái agree term, hoặc là mình đang thuê từ 3 năm thì mình đổi lên 5 năm, hoặc là mình từ 5 năm mình cắt xuống còn có 2 năm. Đấy thì những cái thay những cái biến động đó nó sẽ tác động lên như thế nào, có cái mà điều chỉnh, có cái tạo ra effect gain Trong loss trường hợp trên mà ví P&L. dụ mà Dạ, trong trường hợp ví dụ không như ạ, là cái đó thì xin lỗi tại vì bữa nay có thời gian mình có giới hạn đó. Khi mà các bạn học kỹ về IFRS trong các khóa học thì tính mới đủ thời gian để mà cover được. Thì bữa nay tính như tín hiệu được cho mọi người là cái ghi nhận ban đầu như thế nào thôi, chứ còn mà sau đó cái việc mà đo lường lại ở cuối mỗi năm thì mình chỉ hơi bị mình có một tiếng thôi, cho nên mình không thể nào cover Rồi, hết vâng những ạ, cái số kỳ sau được. không có vấn đề Dạ, ạ. cho nên là chi Vâng. tiết hơn, nó còn rất là nhiều thứ, sắp rất là dài, cho nên là tính chỉ không tính chỉ lựa những cái thông tin ban đầu trước hết để cho mọi người hiểu về cái thứ nhất là để cho mình hiểu được là cái 16 này nó thay đổi gì hiện tại so với lại cái VS hay IS số 17 của chúng ta. Nó cái biến đổi cơ bản nhất là cái gì mà mình thấy được trước mắt, mình cần phải làm những cái gì trước. Đó. Chứ còn mà còn cái chi tiết cụ thể hơn thì nó sẽ được cover kỹ ở trong cái khóa học, chứ cũng không phải đủ thời gian để cover. Tại vì cái chỗ số 16 này không, thật ra thì trong cái buổi dạy của Tính thì Tính thường sẽ tốn khoảng là từ 3 tiếng tới 4 tiếng để mà cover cái chỗ số 16 này. Đó, là một con nhớ chuẩn mới, cho nên là nó mà nó dài nữa, nội dung rất là dài. Dạ vâng, phiên hỏi đáp của chúng ta hôm nay diễn ra rất là sôi nổi đúng không các anh chị? Và tiếp theo sau câu hỏi của chị Hà thì tôi đang thấy chị Hương Nguyễn đang giơ tay. Và chị Hương Nguyễn ơi, ban tổ chức vừa kết nối với mình có thể đặt câu hỏi được rồi ạ. À. Dạ, xin chào thầy và chào ban tổ chức ạ. Em xin phép có một câu hỏi là quay lại cái ví dụ của thầy ạ. Giả sử đến năm thứ ba cái lãi suất chiết khấu thay đổi ấy, thì lúc đấy là mình sẽ điều chỉnh cái price of asset và liability như thế nào ạ? À, không ạ, nếu mà lãi suất các bạn mình ví dụ như mình đang sử dụng cái lãi suất đi đi vay của mình ha, mà sau đó nó có thay đổi, nhưng mà nếu mà thay đổi chỉ là về mặt lãi suất không thôi thì các bạn không muốn đánh giá lại khoản vay này, các bạn không muốn đánh giá lại cái khoản nợ thuê này. Nhưng mà khi giống như này Tính vừa mới chia sẻ đó, là nếu như có thay đổi các yếu tố trong cái điều khoản mà chúng ta đồng ý thuê, ví dụ thay đổi thời gian thuê, thay đổi về cái vật mình đi thuê nhiều hơn hoặc giảm hơn, thì lúc đó tùy trường hợp sẽ có trường hợp các bạn sử dụng lại cái ray mới ngay thời điểm các bạn cập nhật, nhưng cũng có một số trường hợp các bạn sử dụng cái ray cũ và chúng ta sẽ ignore cái ray mới luôn, mình bỏ qua ray mới luôn. Nó phân ra rất nhiều trường hợp và khá là rõ ràng đó. Dạ. Nhưng còn nếu như mà chỉ có thay đổi về cái ray không thì đó không phải là một nghĩa vụ bắt buộc phải cập nhật lại, thì đó là không có, vì cái đó không được coi là một cái thay đổi trong cái hợp đồng thuê. Em xin phép có hỏi thêm ạ, tại vì là ở trong
F16 thì em không biết là có nêu rõ về cái việc mà thay đổi lãi suất thì sẽ không phải điều chỉnh hay không, nhưng mà bên công ty em thì có bên kiểm toán là Deloitte ạ. Thì khi cái lãi suất của tập bên tập đoàn nhà em áp dụng ấy thì ở bên Đức thì có thay đổi, thì đồng thời là các bạn bên Deloitte vẫn yêu cầu là bên Việt Nam cũng phải áp dụng theo cái rate mới theo tập đoàn, và đồng thời là tính lại toàn bộ cái nghĩa vụ và cái giá trị của tài sản thuê ạ. Vâng ạ, tại vì theo tính hiểu thì cái điều này là bất ngờ, tại vì cho mục đích là họ chuẩn bị báo cáo hợp nhất, cho nên là để cho cái tính là nó đồng nhất của các báo cáo, cho nên là họ mới sử dụng, họ yêu cầu chúng ta sử dụng một cái rate hết. Tôi nghĩ là để cho cái việc thuận tiện và để cho cái việc mà họ kiểm toán cái báo cáo hợp nhất đó, nó được thuận tiện nhất, cho nên là nên qua một người làm lại hết tính lại trong mục đích như vậy. Tôi nghĩ là như thế. Chứ còn mà về thay đổi là lãi suất không á, thì IFRS thì bản thân số 16 nếu như đây là báo cáo liên lạc của mình không á, thì mình không có nghĩa vụ phải làm theo, trừ khi đây là một cái thay đổi nó gọi là lease modification, tức là chúng ta có thay đổi trên nội dung agree trong hợp đồng thuê, thì nó mới dẫn đến cái việc đánh giá lại những cái khoản thuê này. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi từ thầy Tính ạ. Alo, và chị Hương ơi, chúng ta còn câu hỏi nào khác không ạ? Em có một câu hỏi nhưng mà liên quan đến việc áp dụng IFRS, liên quan đến chị Châu ạ. Dạ, em có thể hỏi thêm được không ạ? Dạ được ạ, mình có thể hỏi chị Châu ạ. Dạ, em chào chị Châu ạ. Em xin phép được hỏi là trong trường hợp IFRS thì sẽ bắt buộc áp dụng ở Việt Nam từ năm 25. Tuy nhiên thì nếu như mà doanh nghiệp có thể áp dụng sớm hơn ấy, thì từ năm 23 chẳng hạn, thì bên doanh nghiệp có phải đăng ký với Bộ Tài chính hay là một cơ quan hữu quan nào khác không ạ? Trước khi áp dụng không ạ? Chị Châu ơi, mình... Dạ vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của chị Hương ạ. Thì chắc cái này Châu cũng sẽ kiểm tra lại, nhưng mà theo Châu được biết thì với các cái doanh nghiệp thuộc loại hình mà bên phía Bộ Tài chính họ cũng đã đưa ra các cái nội dung, thì Châu cũng không biết là doanh nghiệp của mình là nằm trong loại hình của Bộ Tài chính đưa ra hay là khác loại hình, thì mình cũng chắc là cũng sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể từ phía của Bộ Tài chính ạ. Dạ, nhưng mà cho em hỏi thêm là em sẽ search ở cái văn bản nào của Bộ Tài chính để em refer xem doanh nghiệp của em có nằm trong cái loại hình không ạ? Bên em thì là doanh nghiệp nước ngoài, là non EP ạ, 100% sản phẩm thì xuất khẩu, nhưng mà lại không là EP, non EP, FDI thông thường thôi ạ. Dạ, chắc cái điểm này mình sẽ liên hệ với lại Smart Trend để gửi trực tiếp cái nội dung. Bây giờ chị Tính có thể hỗ trợ cho bạn ra, thì bạn có thể xin chào chị Hương ạ. Thì hôm bạn có thể cái thật ra cái thông tin hiện nay á, và về áp dụng IFRS á, nó gọi là quyết định 345, thì chị có thể theo kiến về cái quyết định 345 này, thứ nhất là để tra cứu của mình có thuộc cái đối tượng sử dụng IFRS hay là không. Thì ở trong quyết định 345 thì họ có nói rõ là những cái đối tượng nào phải áp dụng IFRS. Thì cái doanh nghiệp là 100% vốn nước ngoài thì tạm thời là không có nằm trong cái đối tượng của 345 theo như tính hiểu biết. Nhưng mà cái mà các bạn sẽ phải vận dụng, mình còn một cái nữa, nó gọi là, ở Việt Nam mình đang biên soạn một cái, nó gọi là VFRS. Thì cái VFRS, cái Việt Nam Financial Reporting Standard này, thì là một cái mà biên soạn ra cho những công ty mà không bị trong cái đối tượng của 345 mà áp dụng IFRS. Thì VFRS này thì thật ra thì mình nói là nó cũng giống như IFRS mà gần như là 90%, nhưng mà nó bỏ bớt một số thứ và quá phức của IFRS đi và để cho các doanh nghiệp khác có thể dễ vận dụng hơn. Đấy, thì là Việt Nam mình đang biên soạn cái bộ này, gọi là bộ VFRS. Thì theo cái cập nhật cuối cùng của Tính mà để có về cái vấn đề mà Việt Nam áp dụng IFRS này á, đấy thì là những trừ khi những doanh nghiệp nào trong đối tượng của 345 á, thì chúng ta mới phải sử dụng 100% IFRS mà thôi. Đó, thì còn ra thì mình có thể tham khảo thêm trong quyết định 345 là mình có thuộc cái phạm, mình có thuộc trong cái đối tượng áp dụng của IFRS hay là không. Thì trong... Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Tính và chị Châu đã rất là nhiệt tình chia sẻ cùng chị Hương ạ. Dạ vâng ạ. Thì tiếp theo là tôi có nhận được một câu hỏi như sau là dành cho chị Châu. Về dài hạn thì mình có dự định là học ACCA, nhưng mà trong ngắn hạn thì mình muốn học IFRS trước để phục vụ công việc hiện tại. Vậy học IFRS rồi thì mình có được miễn môn nào của ACCA không ạ? Chị cho mình unmute giúp em dạ. Ok ạ, thì chắc là Châu chia sẻ một chút xíu nếu mà về học về chứng chỉ gọi là chứng chỉ về, từ từ cho Châu check một chút xíu thông tin.
Thì bạn nói là bạn học IFS, nhưng mà cụ thể là bạn sẽ học cert IFS hay là deep IFS luôn à? Thì nếu không được các bạn rõ có thể thì chat cho và không chat, đúng rồi. Tại vì mình học IFS, nếu mà mình học đơn thuần là về cert IFA thì mình sẽ chưa được miễn môn nào của ACCA, bởi vì cert IFA thì khá là đơn giản và nó chỉ tương đương với FA1, FA2 và môn FA của chương trình ACCA thôi. Thì nó thường là các anh chị nào mà đã tốt nghiệp chuyên ngành gọi là kế toán, kiểm toán hoặc tài chính thì chúng ta cũng gần như là được miễn môn gọi là FA đó ở trong cái lộ trình chúng ta học ACCA rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta học mà hoàn thành gọi là Deep IFA thì chúng ta sẽ được miễn môn gọi là môn F7, môn Financial Reporting của ACCA ạ, nếu mà chúng ta hoàn thành Deep IFA. Xin cảm ơn các anh chị. Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin vừa rồi từ chị Châu ạ. Và các anh chị ơi, do thời lượng chương trình của chúng ta cũng có hạn nên mà tôi xin phép ưu tiên thêm một câu hỏi trực tiếp đến từ các anh chị được không ạ? Xin mời các anh chị anh, chúng em, anh ta cho anh cho nói một câu cái được không? Tại anh có thấy một cái đúng anh một cái nốt của một bạn, thì bạn có hỏi là ngắn hơn, thì anh nói mặt của tôi một cái nốt của một bạn là bạn hỏi là bạn đang có hai cái khoản vay là đồng ngoại tệ và đồng Việt Nam, thì bạn muốn hỏi là nếu áp dụng cái lãi suất đó, thì áp dụng cái lãi suất nào. Thì xin trả lời luôn câu hỏi của bạn á, là mình sẽ đối với lại cái đồng tiền mà bạn cần thanh toán cho cái khoản cho cái phần thuê này nè, thì bạn dùng đồng tiền gì, tiền Việt hay là tiền ngoại tệ để thanh toán. Nếu bạn dùng tiền Việt thanh toán thì bạn dùng cái lãi suất của cái khoản vay tiền Việt, còn nếu bạn dùng tiền ngoại tệ để thanh toán á, thì bạn phải dùng cái lãi suất của vay ngoại tệ ha. Thì cái nghĩa vụ là bạn muốn dùng lãi suất nào, bạn có nghĩa vụ chứng minh là mình phải xài tiền từ cái khoản vay đó. Nhưng mà nếu mà giao dịch này trong nước thì rất là khó để bạn có thể chứng minh được là bạn có thể sử dụng cái khoản vay từ cái loại khoản vay từ cái đồng tiền ngoại tệ để mà cho cái việc mà bạn thanh toán này. Thì khi mà chứng minh được là bạn có thể dùng cái khoản vay ngoại tệ và bạn có thể giải ngân và trả tiền cho khoản thuê này được, và thực tế bạn có tiền practice, bạn có làm cái động tác này, thì bạn áp dụng khoản vay đó vô. Vâng, xin cảm ơn thầy Tính ạ. Và nếu không còn câu hỏi trực tiếp thì các câu hỏi đã được lưu giữ trên khung chat, ban tổ chức xin phép được lưu lại và sẽ gửi đến thầy Tính giải đáp sau các anh chị ha. Và tiếp theo chương trình chúng ta, câu trả lời vừa rồi của thầy Tính cũng đã khép lại phiên giao lưu hỏi đáp ngày hôm nay. Và với tất cả các anh chị đã đặt câu hỏi qua khung chat hoặc là raise hand thì chúng ta sẽ có một suất để cùng tiến tới vòng quay may mắn ngày hôm nay nha. Và xin mời ban tổ chức, chúng ta có thể show màn hình vòng quay được không ạ? Dạ vâng, rồi. Hiện nay trên màn hình chúng ta đã có đầy đủ tất cả các câu hỏi của các anh chị với các mã số tham dự. Và đầu tiên chúng ta sẽ quay giải thưởng. Đầu tiên đó là một áo thun cao cấp từ Smart Trend. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Và phần quà may mắn đã thuộc về chị Linh với mã số A4203. Xin mời hỗ trợ kỹ thuật, chúng ta có thể chat riêng với chị Linh để lấy số thông tin, địa chỉ liên hệ. Và phần quà tiếp theo của chúng ta sẽ là một voucher khóa học trị giá 500.000 đồng tại Smart Trend. Và không biết ai sẽ là chủ nhân may mắn đây, xin mời ạ. Các anh chị chúng phần quà hôm nay có thể trực tiếp liên hệ với bộ phận hỗ trợ luôn nha, để chúng ta để lại thông tin. Và xin chúc mừng, vâng, xin chúc mừng chị Hương Nguyễn. Hôm nay chị Hương Nguyễn rất là may mắn vì đã nhận được rất là nhiều câu trả lời từ diễn giả, đồng thời nhận thêm một voucher khóa học trị giá 500.000. Và tiếp tục, phần quà cuối cùng của chúng ta sẽ là một sổ lò xo. Và người may mắn cuối cùng trong bữa tối ngày hôm nay đã chuẩn bị lộ diện, chúng ta sẽ cùng chờ đón. Và xin chúc mừng chị Vân với mã số A7123. Và xin mời các anh chị, chúng ta có thể liên hệ lại với ban hỗ trợ kỹ thuật hoặc là các bạn tư vấn viên để lại thông tin nhận quà, cũng như là xin mời bộ phận hỗ trợ sự kiện chúng ta chủ động liên hệ với các anh chị nha. Và thưa các anh chị, chương trình của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Và tôi xin thay mặt cho Smart Trend xin cảm ơn giảng viên Tính Lê và chị Châu Phạm đã dành thời gian để mà đem những bài trình bày rất là nhiều thông tin và bổ ích. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian để mà tham dự buổi tối ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong những sự kiện tiếp theo của Smart Trend và Hiệp hội ACCA ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thank you.